ba. Nào nhỉ? Rồi ở bây giờ là đang ăn mừng nhé, đang ăn mừng rằng là Harry ăn mừng thằng Ron ấy, nó lên làm huynh trưởng ở trong cái nhà Gryffindor nhé. Trong quá trình xem live các bạn có câu hỏi gì thì cứ comment nhé, trả lời ngay. À, chúng ta bắt đầu nhé. That Edgar Bolt, brother of Amelia Bolt. They got him and his family too. He was a great wizard. Sergius Quatmore, blimey, he looks young. Đó là ông Edgar Bolt, anh trai của Amelia Bones. Họ, những cái tên tử thần thực tử, đã tóm được anh ấy và gia đình của anh ấy. Anh ấy thực tế là một cái phù thủy rất là vĩ đại, rất là tuyệt vời. Và tiếp theo đó là Sergius Whatmore. Ôi trời ơi, anh ấy nhìn trẻ quá. Cái từ blimey này này nó giống từ oh my god. Đấy, thực tế nó là một cái từ tiếng lóng của dân Anh nó dùng. He looks young, nhìn rất là trẻ trong bức ảnh này. Caradoc, Dearborn, vanished 6 months after this. We never found his body. Herrick, of course, looks exactly the same as ever. And Dodge, you've met him. I've forgotten he used to wear that stupid hat. Tiếp theo đó là ông Caradoc, Dearborn. Ông ta đã biến mất 6 tháng sau khi cái bức ảnh này nó được chụp. Bọn ta kiểu tổ chức thì chưa bao giờ tìm thấy được cái cơ thể, cái thân xác của ông ấy. Bởi vì kiểu chết mất xác luôn đúng không? Vanish thì đó từ biến mất. Vụt phát. Hello, what's up? What's up? Đấy. Rồi, Harry này, tất nhiên rồi. Nhìn nó y hệt như là ông ấy bây giờ. Rồi tiếp theo đó là ông Dodge. Cậu đã gặp ông ấy rồi đấy. Ta quên mất là ông ta từng mặc cái, từ ông ta từng đeo cái đội cái mũ ngu ngốc đó. Nào, exactly the same đúng không? Tức là nhìn nó vẫn y hệt như là mọi khi thôi, as ever. Lúc nào cũng thế. Rồi, he used to, cấu trúc này tức là đã từng làm một cái việc gì đó. Ngày trước ông ta đã từng đội một cái mũ ngu ngốc như thế đúng không? Rồi tiếp theo đó là Gideon Prewitt. Nói chung là tên gọi thì mình đọc có thể là sai một chút nhé. Đấy, Prep, nó gọi là Prewitt. Well, he took 5 Death Eaters to kill him and his brother Fabian. They fought like heroes. Budge along. Rồi tiếp theo đó là ông Prewet. Đấy, nó phải mất đến 5 tử thần thực tử để mà giết ông ta, và rồi anh em trai của ông ấy Fabian nữa. Họ chiến đấu như là những anh hùng vậy. Đấy, họ cứ thế họ 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 cứ thế họ họ làm sao nhỉ? Họ cứ thế họ đương đầu, họ đối đầu ngược lại với những cái tử thần thực tử đó. Thực tế thì cái từ budge này này nó là di chuyển hay là nhúc nhích, động đậy nhé, thì đấy gọi là budge. Đấy, và along thì thường là nó ám chỉ theo hai cái thứ mà nó sẽ song hành với nhau đúng không? Thì đây budge along tức là cứ thế tiến tiến lên phía trước ấy đó, cứ thế kiểu như anh dũng đứng đứng vững, và cho nó có thể được kiểu là như thế nhé. Rồi budge along, along, các bạn cứ dùng cái từ budge này này nói rằng là nó không động đậy, nó không nhúc nhích gì cả. Đó thì tức là it wouldn't budge. Rồi, tôi cố hết sức đúng không? Nhưng mà nó không hề lay chuyển, nó không hề động đậy một chút nào cả. Từ này cũng rất là hay, dùng theo nghĩa bóng ấy. Nó có nghĩa là ông ấy không có thay đổi ý định. Được không? Thuyết phục như thế nào? Nhưng mà anh ấy cũng không bao giờ. He will never budge. Yeah, sẽ không budge. Đó, dùng cái từ đấy rất hay. Có thuyết phục như thế nào nữa cũng không lay chuyển. Rồi, cả nghĩa đen nghĩa bóng nhé. The little people in the photograph jostled among themselves, and those hidden right at the back appear at the forefront of the picture. Những cái người tí hon trong bức tranh, trong bức ảnh đó thì chen chúc xô đẩy lẫn nhau. Và những người mà được che khuất ở phía đằng sau của bức ảnh thì xuất hiện lên phía đằng trước của bức ảnh đó. Được chen chúc ấy, người ai cũng muốn có được cái spotlight đúng không? Jostle đó là cái từ chen lấn xô đẩy nhé, đấy, chen chúc nhau các thứ. Rồi nghĩa bóng nó rất là hay ấy, có nghĩa là kiểu chúng ta phải đấu tranh hay là phải tranh giành một cái gì đó, đó là jostle for từ đấy. À, ví dụ các bạn mà đi thi đại học á, đúng không, thì phải jostle for một cái position at the university. Đấy. Rồi nào, hidden right at the back, tức là những người mà bị che đi ngay ở phía đằng sau của bức ảnh. Đấy, thì họ hiện ra ở phía đằng trước đúng không, họ chen lên trước rồi. Forefront nó có nghĩa là ngay phía trước, ngay phía trước. That's Dumbledore's brother, Aberforth. Only time I ever met him, strangely
change blood. That's Doris, the doctor's needles. Voldemort killed her personally. Sirius, when he still had short hair. And there you go. Thought that would interest you. Đó là em trai của Dumbledore, Aberforth. Đây là cái lần duy nhất mà ta từng gặp ông ấy. Trong cái bức ảnh này đúng không? Tất cả mọi người chụp chung với nhau ấy. Quả là một anh chàng kỳ lạ. Đấy. Và đó là Meadows. Voldemort thì tự tay giết cô ấy. Đấy, tự tay giết cô ấy. Rồi tiếp theo đó là Sirius. Khi mà cậu ấy vẫn còn cái mái tóc ngắn. Đấy, và đấy. Và đây kìa. Ta nghĩ rằng là cậu... Cái thứ này nó sẽ... Cái thứ đó đúng không? Nó sẽ gây hứng thú cho cậu. Ông Moody, ông ấy đang nói chuyện với lại Harry ấy về cái bức ảnh của những người mà thành lập cái hội tượng hóa. Nào, cái từ block này này, nó giống từ guy, một gã hay là một anh chàng nhé. Rồi, và tiếp theo là personally đúng không? Tức là tự tay Voldemort đã giết cái cô Meadows này. Đấy, rồi. There you go. Và đấy, của cậu đây. Đúng không? There you go. Hay là kiểu kia kìa, cứ thế lấy đi. Thì đấy gọi là there you go. That would interest you. Cái điều đó sẽ gây hứng thú cho cậu. Nó dùng từ interest ở dạng động từ. Harry's heart turned over. His mother and father were beaming up at him, sitting on either side of a small, watery-eyed man Harry recognized at once as Wormtail. Tim của Harry thì nó lộn ngược lại ngay lập tức. Đấy, nó kiểu turn over, nó quay ngược lại. Đó, hoặc là trong cái văn cảnh này có thể hiểu rằng là ấy, nó thót lên, tim của nó quặn lại. Bố mẹ của Harry thì đang mỉm cười rạng rỡ hướng lên về phía của cậu ấy từ cái bức ảnh. Họ đang đứng ở hai phía bên của một người đàn ông nhỏ và có đôi mắt mờ đục. Đấy, mà Harry nhận ra ngay lập tức đó là Wormtail. Nào, beam up, thì cái từ beam up là ánh sáng, nó lóe. Và nếu nói đến nụ cười thì tức là cười rạng rỡ. Đó. Họ ngước lên, họ nhìn về phía của Harry này. Rồi either side, nó có nghĩa là both sides, cả hai phía. Watery thì thường ấy, không hợp. Water là nước đúng không? Và watery tức là có nước ở đấy. Và đây, tức là cái đôi mắt mà nó đang ngẫn lệ. Đấy, nó đang có nước mắt ở đó. Đúng không? Chính xác như thế thì hợp lý hơn. Đấy. Người đàn ông đôi mắt ngẫn lệ mà Harry nhận ra ngay lập tức. Đấy, đó là Wormtail. Cái từ at once thì nó là immediately. Đúng không? Ngay lập tức. Rồi, he was the one who had betrayed their whereabouts to Voldemort and so helped bring about their death. Nào, hắn ta là cái người mà đã phản bội cái vị trí sống, cái vị trí ở của bố mẹ Harry cho Voldemort và qua đó thì đã giúp đem đến cái chết của họ, đem đến cái chết của bố mẹ Harry á. Rồi chúng ta phải hiểu là cái thằng Wormtail này này, nó bán đứng đúng không? Xong rồi nó tiết lộ cái danh tính với lại cái vị trí, cái nơi ở của bố mẹ Harry. Whereabouts này này, tức là cái tung tích. Nhà cái tung tích. Cái nơi mà người ta ở đấy. Đó, cái vị trí mà người ta hiện tại đang ở đó. Bởi vì có này, có từ where này. Đúng không? Tức là nơi trốn rồi. About, tức là cái nơi về người ta, cái tung tích của người ta. Rồi bring about một thứ gì đó, tức là đem đến thứ đấy. Giống kiểu cause, đúng không? Gây ra cái chết của họ. Said Moody. Harry looked up in Moody's heavily scarred and pitted face. Evidently, Moody was under the impression that he had just given Harry a bit of a treat. Harry ngước lên nhìn vào cái gương mắt, cái gương mặt mà nó đầy sẹo, pit và nó lồi lõm của Moody. Rõ ràng rằng Moody đang trong một cái ấn tượng rằng là ông ấy vừa mới cho Harry một cái sự đối đãi nó rất là tử tế, rất là kiểu ngạc nhiên, trầm trồ. Được. Nào, có cái từ scar ấy, đó là vết sẹo. Và nếu mà gọi là heavily scarred face, tức là cái mặt nó có rất là nhiều sẹo. Rồi pit thì thường nó là một cái hố. Và nếu mà pit được ở đây, tức là mặt nó bị lõm lại. Đó. Ông này, ông ấy có nhiều vết thương. Thế cho nên là nó bị mất thịt ở trên mặt ấy. Đó, pitted face nó là như thế nhé. Khuôn mặt mà kiểu nó lõm vào. Bị mất đi những cái mảng thịt ở trên mặt. Rồi, evidence thì đó là cái từ tính từ của cái từ evidence. Đó là bằng chứng đúng không? Vậy thì đây là một cách rõ ràng.
Moody đang trong cái ấn tượng rằng là ông ấy vừa mới cho Harry một cái treat tức là một cái sự tử tế đối đãi hoặc là một cái món quà vặt đấy, mình trao cho ai đó thì đấy gọi là một cái treat. Đó. Bởi vì đây là cái mà Harry nó rất là thích đúng không? Nhìn thấy hình ảnh của bố mẹ nó. Yeah, said Harry, attempting to grin again. Listen, I've just remembered, I haven't packed my. Vâng, Harry nói, cố gắng để mà mỉm cười, không để mà cười nhăn răng ra một lần nữa. Thầy nghe này, em vừa mới nhớ ra là em chưa có đóng gói cái hòm, cái hòm của em. Đó, tức là mang đồ đi đến trường á. Rồi attempt to do something tức là cố gắng làm một cái việc gì đó. Còn danh từ thì đó là kiểu một lần cố nhé, một lần mình thử hay là cố một thứ gì đó. I've just đó, khi mà cái cấu trúc mà nó vừa mới đấy thì đa phần là nó sẽ phải sử dụng cái hoàn thành đi với từ just, vừa mới nhớ ra. Pack dùng dạng động từ tức là đóng gói, gói đồ vào. He will spare the trouble of inventing an object he had not packed. Seriously, I just said, what's that you've got there, madam? And Moody had turned toward him. Cậu ấy đã được tránh khỏi cái rắc rối phải nghĩ ra một cái đồ vật gì đó mà cậu ta chưa có gói vào trong cái, chưa có xếp vào trong cái hòm của mình. Bởi vì lúc đó thì Sirius vừa mới cất lời nói. Ông có cái gì ở đó đấy, Madai? Đấy, ông có cái gì ở đó đấy, Madai? Và Moody thì quay ra hướng về phía của Sirius. Cái gì đấy, dịch vụ gì đấy ông ơi, Tết nhất chưa gì đã chuẩn bị đi lừa đảo người ta rồi. Now spare thì đó là kiểu để lại một thứ gì đó mà nếu mà chúng ta được spare là ví dụ cái mạng sống ấy mà nó được spare tức là nó được kiểu như giữ lại để người ta tha cho mình. Vậy thì đây trong cái văn cảnh này đúng không, tức là đã được tha bổng, đã được gọi là bỏ qua, không cần phải xử lý cái rắc rối phải nghĩ ra một thứ gì đó. Đấy, được spare cái trouble nhé các bạn nhé. Ví dụ trong cái văn cảnh mà mình được miễn miễn một thứ gì đó ấy, cũng có thể được gọi là spare the trouble of doing something. The trouble of doing something. Được, spare. Đó. Invent thì đó là nghĩ ra một thứ gì đó, đúng không? Phát minh ra, hay nghĩ ra một cái object, một cái đồ vật này mà cậu ta chưa có gói ghém vào trong cái dương để trả lời nó. Rồi. Harry crossed the kitchen, slipped through the door and up the stairs before anyone could call him back. Harry đi ngang qua cái căn bếp, lẻn qua cái cánh cửa và đi lên cầu thang trước khi bất cứ ai trong phòng có thể gọi cậu ta lại. Slip bình thường ấy, nó là trượt. Đó, nhưng mà đây trong những cái ngữ cảnh mà nó có một cái khe nhỏ ấy thì thường người ta sẽ sử dụng từ slip tức là lẻn qua, lọt qua. Đó, slip. Slip. Đấy, khá là hay. Thì nó có một cái cụm như thế này, slip through the cracks, through the cracks, một thứ gì ấy mà nó kiểu lọt khỏi tầm mắt của mình á, hay là mình không để ý được nó đúng không, một cái lỗi gì đó hay là kiểu như một cái trục trặc ấy thì nó có thể được dùng cái cụm này, nó đã slip through the cracks. Kể cả bây giờ tiền đúng không, mà mình lì xì ấy, nhưng mà mình quên mất một đứa cháu nhỏ mình không có lì xì ấy, thì tức là cái đứa đấy nó đã slip through the cracks. Yeah. Có rất nhiều cụm này. He did not know why he had received such a shock. Why he had received such a shock. He had seen his parents' pictures before. After all, he had met Wormtail. But to have them sprung on him like that when he was least expecting it, no one would like that, he thought angrily. Cậu ta thì không biết vì sao mà cậu ta lại có được cái sự ngỡ ngàng và sửng sốt như vậy. Cậu ấy đã nhìn thấy bức ảnh, những cái bức ảnh của bố mẹ cậu ấy trước đây. Suy cho cùng và cậu ấy cũng đã gặp Wormtail rồi. Nhưng mà trong một cái từ từ, nhưng mà trong một cái điều kiện mà tự nhiên họ lại nảy ra trước mặt của cậu ấy như thế, khi mà cậu ta không hề nghĩ đến, đấy, thì không ai sẽ thích cái điều đó cả. Cậu ta nghĩ một cách rất là giận dữ là như vậy. Rồi receive tức là nhận về một thứ gì đó đúng không? Và để nhận về một cái đã nhìn thấy những bức ảnh của bố mẹ đấy trước đây. Còn after all ấy, nó giống như kiểu suy cho cùng. Sau tất cả đúng không? Suy cho cùng.
Rồi, cái từ have them sprung on him, cái từ spring này này, spring ấy, nó là cái lò xo ấy, thì cho nên là dùng ở dạng động từ ấy, nó giống như kiểu là nó đẩy ra, nó đẩy, nảy đúng không? Rồi, và tức là kiểu bất thình lình ấy, nó hiện ra trước mắt mình, nó sprung on mình đúng không? Rồi khi mà cậu ta least, tức là cái mức độ nó ít nhất, này, không hề kỳ vọng nghĩ đến nó, thì không ai sẽ thích cái điều này cả, cậu ta nghĩ như thế. And then to see them surrounded by all those other happy faces, Benji Fenwick, who had been found in bed and got pre-wet, who had died like a hero, and the Longbottoms, who had been tortured into madness. Và rồi, để mà nhìn thấy họ được bao vây xung quanh bởi tất cả những cái khuôn mặt hạnh phúc đó. Nào là Fenwick, người mà đã được tìm thấy trong từng mảnh cơ thể của ông ta. Rồi là Prewet, người mà đã chết như là một anh hùng. Và rồi đó là gia đình Longbottoms, những người mà đã bị tra tấn đến điên rồ. Đã tra tấn đến 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 mức bị điên. Surround ấy, cái là cái từ vây quanh, đấy, hay là bao quanh. Và đây, nó dùng ở dạng bị động đúng không? Tức là được bao quanh bởi đấy, những cái khuôn mặt hạnh phúc khác. Bit, nó được gọi là một cái phần nhỏ nhé. Và đây là in bits này, trong từng mảnh đúng không? Torture, đó là cái từ tra tấn. Đấy, nó dùng ở dạng bị động này. Đã bị tra tấn đến mức mà bị điên đúng không? Madness. Rồi, cái sự điên rồ. All waving happily out of the photograph forevermore, not knowing that they were doomed. Tất cả bọn họ thì đang vẫy tay rất là hạnh phúc từ cái bức ảnh này một cách nó mãi mãi như vậy, không hề hay biết rằng họ, số phận của họ đang bị làm sao nhỉ? Đã bị định đoạt nhá, số phận của họ đã bị định đoạt. Rồi từ wave đó là vẫy tay. Đấy, forevermore tức là nó giống kiểu nó nhấn mạnh trong từ forever thôi. Đó, bởi vì cái bức ảnh trong thế giới phù thủy ấy là lúc nào nó cũng chuyển động mà. Họ luôn luôn vẫy tay như thế. Forevermore, mình sẽ tra lại cho mọi người xem cái từ này. Thực tế ra nó là forever thôi, nhưng mà nó nhấn mạnh hơn mà. Đó, forevermore y hệt như là forever. Rồi, doom thì thường nó nói đến một cái số phận mà kiểu nó bị làm sao nhỉ, nó có một cái thứ gì mà nó rất là tiêu cực ấy, được không? Khi mà số phận của mình đã bị doomed, tức là đằng nào đi nữa sau này mình sẽ khổ, mình sẽ kiểu như gặp những thứ gì nó đen đủ. Đấy, bị doomed, nhé, bị doomed tức là bị, không biết tìm tiếng Việt như thế nào, đây, bị kết tội hoặc là bị chịu số phận bị đen. Đấy, đoạ đầy đúng không? Đúng 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 đúng, đoạ đầy đúng không? Rồi, well, Moody might find that interesting. He, Harry, found it disturbing. Mặc dù thì Moody có thể sẽ thấy rằng là cái điều này nó thú vị, nhưng mà Harry, cậu ấy thì thấy rằng là nó vô cùng là... Từ từ. Làm sao nhỉ? Khó dịch mấy cái từ C2 này quá. Cảm thấy nó vô cùng là khiến cậu ta lo lắng. Đó, khiến cậu ta lo lắng. Thực tế nó không phải đâu, không phải là khiến cậu ta lo lắng đâu, mà khiến cho cậu ta kiểu cảm thấy bất an thì mới đúng. Nếu một thứ gì mà nó được miêu tả là disturbing ấy, tức là nó khiến mình cảm thấy bất ổn. Đấy, không thể nào mà bình tĩnh, hay là không thể nào mà duy trì cảm xúc được. Disturbing. Ví dụ ấy, các bạn lên mạng mà tự nhiên gặp phải một cái nội dung gì đó nó u ám, thì đấy, cái đấy nó được miêu tả là disturbing. Harry tiptoed up the stairs in the hall past the stuffed elf heads, glad to be on his own again. But as he approached the first landing, he heard noises. Someone was sobbing in the drawing room. Harry rón rén đi lên cầu thang ở trong cái con sảnh chính, đi qua những cái đầu được nhồi đính ở trên tường. Cậu ta cảm thấy rất là mừng để mà được ở một mình một lần nữa. Nhưng mà khi mà cậu ta đi đến cái bậc thềm thứ nhất của cái cầu thang thì cậu ta nghe thấy những tiếng động. Ai đó đang khóc thút thít sụt sịt ở trong cái phòng vẽ tranh. Thít thâu, thít là cái đầu và thâu là cái ngón chân đúng không? Vậy thì đây tức là đi một cách nó rón rén. Theo kiểu đi bằng đầu ngón chân. Step, nó dùng ở dạng động từ. Khi mà step tức là nhồi.
Vậy thì đây tức là cái đầu đấy đúng không? Nó được nhồi vào, ví dụ như kiểu nhồi bông ấy, xong rồi là nó đính ở trên tường á, các bạn hình dung thấy. À, cái con thú nhồi bông á, nó gọi là sấp bear. Ví dụ gấu nhồi bông đúng không? Đấy, thì gọi là sấp bear như vậy. Glad tức là mừng này, và on his own tức là kiểu tự mình, đường mình đi đúng không? Approach tiếp cận, cái first landing tức cái bậc thềm của cái cầu thang á. Bình thường một cái cầu thang nó sẽ có hai cái landing ở dưới và cái landing ở phía bên trên. Đấy, gọi là first landing tức là cái bậc đầu tiên. Talk, talk to Tip. Hello, Harry said. There was no answer, but the sobbing continued. He climbed the remaining stairs two at a time, walked across the landing and opened the drawing room door. Harry chào kiểu hello, có ai đó ở đấy không? À, không có cái câu phản hồi trả lời lại, nhưng mà cái tiếng thút thít thì nó tiếp tục. Cậu ta trèo lên những cái bậc cầu thang còn lại, đi hai bậc cùng một lúc, và cậu ta đi qua cái bậc thềm trên cùng của cái cầu thang, và sau đó thì mở cửa phòng tranh ra. Rồi, có từ gì nhỉ? Two at a time đúng không? Tức là kiểu hai cái một lúc. Đấy, còn nếu mà one at a time thì tức là một cái một lúc đúng không? Rồi, someone was cowering against the dark wall. Her wand in her hand, her whole body shaking with sobs, sprawled on the dusty old carpet in a patch of moonlight. Clearly that was wrong. Đấy, ai đó thì đang ngồi rúm gió cho dựa vào cái bức tường tối ở trong góc. Đũa thần của cô ấy thì nắm trong tay. Cả người cô ấy thì run lên với những cái tiếng thút thít của mình. Nằm sóng xoài trên cái nền thảm nó rất là bẩn và cũ kỹ đó, dưới một cái nền, từ từ dưới một cái mảng ánh sáng đến từ ánh sáng của cái một mảng ánh trăng đó, ánh sáng từ mặt trăng nó chiếu xuống ấy, và rõ ràng là đã chết rồi, đó là Ron đó, đó là Ron. Cái gì, plushie có phải là gấu nhồi bông không? Cái đấy nó nhiều nghĩa lắm, nó có thể ám chỉ một thứ gì mà có cái đệm mút ở bên trong. À, bởi vì cái từ plush thì thường nó miêu tả cái trạng thái êm nhá, plush. Đấy, plush êm. Ví dụ các bạn nhìn thấy một cái ghế sofa ấy đúng không, thì mình bảo rằng it's plush, right? Nó là như thế, nó rất là êm. Cower, cow con bò đúng không, thường nói đến những cái thứ gì mà nó nhút nhát. Và nếu mà cower tức là rúm gió, co hết mình vào. Rồi sob ở đây nó dùng một dạng danh từ, tức là những tiếng thút thít nha. Sprawl, một thứ gì mà nó sprawl ấy, tức là nó tỏa ra tứ phía. Đấy, mà nếu mà nói đến cơ thể thì tức là nó sóng xoài nha. Rồi sóng xoài trên cái nền thảm bẩn thỉu này, cũ kỹ, carpet, đó là cái thảm. Đó, phần patch thì đó là kiểu một cái mảng ánh sáng đến từ mặt trăng đúng không? Và đó là Ron đã chết rồi. Ok, nào, cái từ sprawl này nó khá là hay ấy. Nó có thể miêu tả cái trạng thái mà thành phố nó lan tỏa rộng đúng không, nó trong cái quy trình quy hoạch đô thị kiểu thế. All the air seemed to vanish from Harry's lungs. He felt as though he were falling through the floor. His brain turned icy cold. Ron dead? No, it couldn't be. Tất cả những không khí, những cái kiểu oxy ấy, thì nó có vẻ là đã biến mất khỏi lồng ngực của Harry. Cậu ta cảm giác như thể là cậu ta đang rơi qua cái nền nhà vậy. Não của cậu ấy thì bây giờ đã chuyển thành cái trạng thái mà lạnh như băng. Ron đã chết rồi, không thể, nó không thể nào như vậy được. À, vanish, biến mất, phù một cái. Lungs, lá phổi đúng không? Icy cold, lạnh như băng nhé. Rồi, but wait a moment, it couldn't be. Ron was downstairs. Mrs. Weasley, Harry croaked. Nhưng mà chờ một lúc nào, nó không thể nào như thế được. Ron thì đang ở dưới tầng mà. À, bà Weasley, Harry cất lời ồm ồm này. Cái từ croak này này, khi mà mình kiểu tự nhiên giọng của mình ấy, kiểu thế, thì tức là nó đang croak, đúng không? Giống cái con cóc nó kêu. Ridiculous, Mrs. Weasley thought, pointing her shaky wand at Ron's body. Crack. Ron's body turned into bills. Spread eagle on his back, his eyes wide open and empty. Mrs. Weasley sobbed harder than ever. Ridiculous, bà Weasley bà lại thút thít, bà ấy nói cái câu thần chú đó, chỉ cái đũa thần run rẩy của mình về phía
cơ thể của Ron. À hiểu rồi, tức là đây là cái ông Barbie đó, ông kia ấy, nó sẽ hóa thành cái nỗi sợ của mình đấy, và cái nỗi sợ của bà Weasley này, tức là thằng con của bà chết đó, shaking wand, bởi vì là cái bàn tay run rẩy thì cho nên cầm đũa nó cũng đang run đấy, crack cạch một cái, cơ thể của Ron thì biến thành cơ thể của Bill rồi, nó không cần danh từ đằng sau ấy, bởi vì là cái body này này nó được tự động hóa, nó sẽ được lặp lại đúng không, được refer đến ở đây rồi. Spread eagle on his back, cái từ này chắc chắn là nó bằng cái từ sprawl ở phía bên trên đúng không, cũng sóng xoài nằm sấp, đôi mắt của cậu ta thì mở rất là to và vô hồn. Bà Weasley nhìn thấy cái cơ thể của Bill đang nằm ở dưới đất chết thì lại còn thút thít to, từ từ khóc sụt sịt to hơn bao giờ hết. Đấy, bà òa lên đúng không, bà khóc khóc lớn hơn. Tại sao nó dùng từ spread, spread thì đó là rộng rồi đúng không, kiểu nó lan rộng, nhưng mà eagle đây này, à, cái đuôi eagle đại bàng à, thế nào, đại bàng đại bàng đại bàng đại bàng đại bàng, ừ nó đều là đại bàng hết mà, nhưng mà nó đang dùng dạng động từ no, ui đấy đúng không, cái từ này nó có thể coi như là sóng xoài rồi, đây này ra hết ra tứ phía rồi, spread eagle. Nhưng mà phải hiểu nhỉ, cái sải cánh của cái con đại bàng ấy, ấy nó dang rộng ra nhé. Ridiculous, she sobbed again, crack. Mr. Weasley's body replaced Bill's. His glasses are skewed. A trickle of blood running down his face. Bà lại thút thít, bà nói cái thần chú ridiculous một lần nữa và cạch. À, tiếp tục, tiếp theo đó là cái cơ thể của ông chồng Weasley thì thay thế cơ thể của Bill. Cặp kính của ông ta thì bị lệch, một cái dòng máu chảy đang lăn trên gương mặt của ông ta. Đấy, thầy chán quá, chán là sao em? À, ở đây giải thích từ vựng thôi, chứ còn trong những cái ngữ cảnh ấy mà nó liên quan đến dịch ấy, thì dịch. Đấy, bởi vì là thường mình phải hình dung được cái ngữ cảnh đã. À, skill thì thường nó nói đến một thứ gì nó bị lệch sang một bên, đặc biệt khi mà đi đến kính, yeah, nó đồng nghĩa một số từ như kiểu là crooked, bị lệch này, rồi là lopsided, một số từ ấy nó đều có nghĩa là bị lệch về một bên. Trickle thì thường nó nói đến một cái dòng nhé, một dòng nước hay một cái dòng gì đó mà nó đang lăn rất là chậm chậm đấy, nó không phải là lăn mạnh đâu nhé, lăn mạnh thì nó dùng từ khác, nó dùng từ rush đó, nó dùng từ rush, nhưng mà lăn từ từ thì đấy nó dùng từ trickle. Cái gì thầy dùng gì app gì á, đây không phải dạy em ơi, đây là đọc thôi, à, hàng tối là đều đọc mà, đọc rất là lâu. Trickle từ này nó còn hay ở chỗ ấy, nếu mà dần dần mà nó thấm qua một cái lớp ngăn, một cái vách ngăn nhé, thì nó dùng từ trickle này, à, tức là thấm qua đó, còn bình thường danh từ như thế này đúng không, thì tức là một cái dòng chảy mà cái chậm chậm rồi đang chảy trên mặt của ông ta này, chảy trên mặt của ông ta này. No, Mrs. Weasley moaned. No, ridiculous, ridiculous, ridiculous. Crack, get Finn, crack, get Percy, crack, get Harry. Không, bà này bà ấy rên rỉ. Không, bà lại thần chú liên tục đúng không? Để mà hóa cái ông kẹ đấy thành những cái thứ khác ấy. Đấy, và đây, dần dần những cái người này nó hiện ra là đều đã chết nhé. À, em đang hỏi cái từ spread eagle á. Hãy hình dung con đại bàng nha. Đó, hình dung con đại bàng nó gọi là eagle đúng không? Mà nếu mà dùng ở dạng động từ phá nó vươn, ở đây ý của nó là vươn rộng. Đặt tính từ. Rồi, nào. Mrs. Weasley, get out of here, shouted Harry, staring down at his own dead body on the floor. Let someone else. What's going on? Bà Weasley, cô Weasley ơi, hãy ra khỏi nơi này thôi, đúng không? Hãy ra khỏi căn phòng này thôi. Harry hét lên và nhìn chằm chằm xuống về cái cơ thể đã chết của chính cậu ấy trên nền nhà. Hãy để người khác xử lý nó. Có chuyện gì vậy? Lupin had come running into the room, closely followed by Sirius, with Moody stumping along behind him. Có chuyện gì vậy? Lupin đã vội vàng chạy vào trong phòng, được đi theo rất là sát sau đó bởi Sirius, cùng với Moody đang tập tà tập tễnh chạy theo họ từ phía đằng sau. Nào có cái từ này cần phải giải thích thôi này, đó là từ stump. Stump thường nó có là cái gốc, stump là cái gốc,
đó, khi mà các bạn kiểu như chặt cái phần trên cùng đi ấy, thì ở dưới cái phần còn lại nó gọi là cái gốc, cái stump. Mà nếu như mà nó dùng ở dạng kiểu động từ như thế này thì tức là tập tà tập tễnh, được đi, bởi vì chân ông này ông bị què rồi đó. Ngoài ra nó còn dùng từ stump ở cái dạng nó là ed như thế này, tức là bị bí, không có bật ra được cái gì cả, không có idea, không có biết cái câu trả lời ở đây nhà. Ví dụ mình được hỏi một cái câu là một cộng một bằng mấy, xong rồi mình không trả lời được ấy, mình bảo rằng I'm stump, tôi đang rất là bí, không nghĩ được. Rồi nào, tiếp theo này, along, đúng không, cái trạng thái song song, vậy thì tức là ông ta đang tập tà tập tễnh đi theo họ. Lupin looked from Mrs. Weasley on to the dead Harry on the floor and seemed to understand in an instant. Lupin ngước nhìn từ bà Weasley sang cái cơ thể của Harry đã chết nằm ở trên nền nhà, và có vẻ là đã hiểu ra trong một cái thoáng chốc, hiểu ngay lập tức, in an instant, đúng không, giống cái từ immediately, ngay lập tức. Rồi nó dùng dạng danh từ mà, còn nếu mà các bạn dùng với lại một cái danh từ khác ấy, thì nó có nghĩa là cái từ đấy nó là tức thời. Đấy, ví dụ mì ăn liền á, nó gọi là instant noodle, đúng không? Right. Instant noodle. Right, tiếp theo này. Pulling out his own wand, he said very firmly and clearly, ridiculous. Rút chính cái đũa của mình ra từ trong túi, ông ta nói rằng rất là dõng dạc và chắc chắn, ridiculous. Stump bằng cái từ lim không á? Có em ơi. Được nhá, lim được. Đấy, lim được. Lin thì từ từ, Lin như thế này, danh từ nó là cái chi. Chi có thể là kiểu tay chân đúng không? Còn nếu mà Lin như thế kia tức là cái gì nó đi theo kiểu tập tễnh này không? Harry's body vanished. A silvery orb hung in the air over the spot where he had lain. Lupin waved his wand once more and the orb vanished in a puff of smoke. Cơ thể của Harry thì biến mất, và thay vào đó thì đó là một cái quả cầu bằng bạc, thì nó lơ lửng trên không trung, ngay tại cái vị trí nơi mà cái cơ thể của Harry đã nằm trước đó. Lupin vẩy đũa của ông ta một lần nữa và cái quả cầu đó nó biến mất thành một cái làn khói. Rồi cái orb, để các bạn chơi game thì biết thừa cái orb này nó giống như kiểu cái quả cầu tinh thạch ấy, đó cái quả cầu tinh thạch. Và silvery tức là kiểu có màu bạc nha. Còn silver ấy, nó dùng dạng tính từ thì tức là bằng bạc. Và đây là có màu bạc. Đó, hoặc là kiểu có những cái đặc điểm nó giống như là của bạc. Vậy thì gọi silvery. Cũng giống cái từ gold với là golden đúng không? Golden tức là có những cái đặc tính, rồi là cái màu sắc nó là vàng. Còn nếu mà gold như thế này cộng với một danh từ ấy, thì đó là bằng vàng luôn đó. Rồi hung, quá khứ của từ hang, tức là treo, lơ lửng. Tại spot, vị trí hay là điểm đứng đó, nơi mà cơ thể của Harry đã nằm này. Rồi vẩy đũa một lần nữa và cái puff thường ấy đó là một cái làn hơi thì nó gọi là puff. Rồi các bạn khi mà làm một cái việc gì đó xong rồi thở phì phò ấy, nó cũng đang gọi là puff đó. Đây, thở phì phò, và nếu ở dạng danh từ thì tức là một luồng khói. Oh, gasped Mrs. Weasley and she broke into a storm of crying, her face in her hands. Đó, các bạn phải hiểu là kiểu bây giờ học một từ ấy, nó không hẳn là chúng ta biết được cái nghĩa của nó đâu, mà phải hiểu được vì sao cái nguồn gốc của nó lại như thế, đúng không? Các cái dạng của nó thì danh hay là động hay là tính thì nó đều có những cái thứ liên quan đến nhau thôi. Đấy, nó gọi là họ hàng từ mà. Bà Weasley bà ấy nuốt nước bọt ực một cái này. Đấy, kiểu như là bà ấy hổn hển, xong rồi bà ấy nhìn thấy cái cảnh tượng đấy, bà ấy ực một cái, và sau đó thì bà ta quà lên khóc. Gương mặt của bà ta thì úp vào cái đôi bàn tay của mình. Rồi nhớ nhắc từ gốc ở đây đó là ực một cái. Được, nuốt có thể kiểu như nuốt nước miếng hay là nuốt nước bọt cái các thứ. Rồi cái từ break into này này thường nó nói đến cái trạng thái nó chuyển giao nó rất là mãnh liệt. Ở đây a storm of crying. Được, khóc như là vũ bão luôn. Molly said Lupin bleakly. Walking over to her, Molly don't. Molly, thầy Lupin nói một cách rất là ảm đạm. Đấy, rất là kiểu như thều thào, xong rồi là đang 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 làm sao nhỉ? Chán trường ấy. Đấy, giống giống kiểu như thế, và sau đó thì ông ta đi ngang qua phía của bà ấy. Thôi nào, Molly, đừng khóc.
nhớ nhất cái từ bleak, tức là cái màu sắc của nó rất là ảm đạm, xám xịt. Đó, và đây tức là cái thái độ khi mà ông ta nói cái chữ Molly này này, nó thất thần một chút. Bởi vì suy cho cùng đấy là cái nỗi sợ của ông ấy, đúng không? Nó vừa biến thành cái quả cầu mà ông ta rất là sợ mà. Next second, she was sobbing her heart out of Lupin, out on Lupin's shoulder. Ngay cái khoảnh khắc sau đó, cái giây sau đó thì bà ta lại đang thút thít, từ từ gọi là đang khóc hết nước mắt trên vai của Lupin. Đúng ra cái từ sob này này thì nó là thút thít, thụt thịt, đúng không? Hay là kiểu như khóc thụt thịt. Đó. Nhưng mà đây là nó lại còn có cái mức độ đó là her heart out. Được, her heart out. Thì đấy, thường nó nói đến một cái mức độ tức là hết mình. Hết mình. Thì nó có thể đi với một số từ như thế này này. Pour her heart out. Đó, thì tức là thổ lộ hết cái tâm can, tình cảm, lòng dạ của mình ra. Còn đây là khóc, đúng không? Khóc hết mình, khóc hết nấc luôn. Trên vai của Lupin. Molly, he was just a boggart, he said soothingly, patting her on the head, just a stupid boggart. Thôi nào Molly, nó chỉ là một ông kẹ thôi. Ông ta nói một cách đầy an ủi này và vỗ lên đầu của bà ta. Chỉ là một cái con ông kẹ ngu ngốc thôi mà. Rồi, soothe, đó là xoa dịu một thứ gì? Soothe. Đó, soothe. Và đây, soothingly, một cách nó dịu êm, an ủi người khác. Từ pat, tức là vỗ. À, vỗ lên đầu. Bình thường thì hay vỗ lên lưng, đúng không? Lên back, nhưng mà đây lên hết này, lên đầu. I see them dead all the time. Mrs. Weasley moaned into the shoulder. All the time, I dream about it. Tôi đã nhìn thấy họ chết. Từ từ, lúc nào tôi cũng nhìn thấy họ chết. Bà Weasley, bà ấy rên rỉ vào cái bờ vai của Lupin. Lần nào cũng thế, tôi thậm chí là mơ về cái điều này rồi. Rồi dream about it, đúng không? Đó, tức là đã mơ đến cái điều đó. Còn all the time, tức là lúc nào. Sirius was staring at the patch of carpet where the Bogart, pretending to be Harry's body, had lain. Moody was looking at Harry, who avoided his gaze. He had a funny feeling Moody's magical eye had followed him all the way out of the kitchen. Sirius thì đang nhìn chằm chằm vào cái phần của cái tấm thảm, nơi mà cái con ông kẹ trước đó đã giả vờ là cơ thể của Harry nằm ở đó. Moody thì đang nhìn về phía của Harry, người mà đang từ từ người Harry ấy thực tế là đang né tránh cái ánh nhìn của ông Moody. Harry có một cái cảm giác rất là lạ lùng rằng con mắt ma thuật của Moody thì đã đi theo cậu ta suốt cái quãng đường từ khi mà cậu ấy ra khỏi căn bếp. Rồi cái patch, các bạn phải nhớ là một cái bảng vá, đúng không? Khoảng kiểu một cái miếng vá. Ngoài ra thì nó còn có là kiểu một phần nữa. Nhé, một phần của một cái tổng thể nào đó. Thì đấy gọi là một cái patch. Yeah. Đặc biệt khi mà đi với đất. Đấy, hoặc là kiểu những cái phần mặt phẳng. Rồi pretend thì đó giả vờ. Và đây là mệnh đề quan hệ đi với lại Bogart, đúng không? Lên, tức là quá khứ phân từ của từ lay, tức là nằm ở đấy. Rồi avoid né tránh này thì gaze tức là cái nhìn ánh nhìn chằm chằm của Moody. Funny nó không phải là buồn cười nhé, funny theo nghĩa C2 thì nó là lạ lùng. Đấy, đấy và đây là cảm giác lạ lùng. Nó phải tùy theo văn cảnh. Don't tell Arthur, Mrs. Weasley was gulping down, mopping her eyes frantically with her cups. I don't want him to know, being silly. Đừng có nói cho Arthur nhé. Bà Weasley, bà bây giờ thì đang nuốt kiểu nuốt cái nước mắt đúng không, hay là kiểu nuốt cái bà khóc xong ấy thì thường là bà phải nấc đấy, nấc cụt mà, thì bây giờ bà đang để cho cái phần nấc đấy nó không còn nữa đấy, bà lau cái đôi mắt của bà ta một cách rất là làm sao nhỉ, một cách rất là bấn loạn đấy, với cái tay áo của mình. Tôi không muốn anh ấy biết đấy, quả là ngu ngốc khi mà nghĩ rằng là tất cả mọi người sẽ chết. Rồi, cái từ mop, danh từ là cái cây lau nhà, còn ở dạng động từ tức là lau, dùng ở dạng động từ mop, một thứ gì đó. Frantically là cái trạng thái nó rất là bấn loạn, xong rồi đang nhanh nhẩu các thứ. Bởi vì bà không muốn người khác nhìn thấy mình trong cái trạng thái là đang khóc, nước mắt các thứ ràn rụa. Cut, chính là cái từ cut,
đúng rồi, cổ tay áo. Lupin handed her a handkerchief and she blew her nose. Harry, I'm so sorry. What must you think of me? She said shakily, not even able to get rid of a bogart. Lupin đưa qua tay cho bà ta một cái khăn mùi xoa và ta và bà ấy xì mũi lên cái khăn mùi xoa đó. Harry, cô rất là xin lỗi. Cháu nghĩ, cháu chắc hẳn phải nghĩ về cô như thế nào đây? Bà ta nói một cách rất là run rẩy, thậm chí không thể nào có khả năng để mà loại bỏ một cái con ông kẹ chứ. Rồi, thì handkerchief, đúng không? Khăn mùi xoa. À, các bạn hay dùng cái từ tissue, nhưng mà đấy là khăn giấy, nha, còn đây là khăn mùi xoa. Rồi, what must you think of me, đúng không? Cháu chắc hẳn phải nghĩ cô như thế nào đây? Bởi vì cô không có khả năng thậm chí là để xóa sổ hay là loại bỏ, yeah, get rid of something, để loại bỏ một cái con ông kẹ này. Don't be stupid, said Harry trying to smile. I'm just so worried, she said, tears spilling out of her eyes again. Have the families in the order. It'll be a miracle if we all come through this. Thôi, cô đừng có ngốc nghếch như vậy. Đấy, Harry nói và cố gắng để mà mỉm cười với bà ấy. Cô chỉ là quá lo lắng thôi, bà ta nói. Nước mắt thì bây giờ nó đã trào ra khỏi mắt của bà ta một lần nữa. Một nửa gia đình cô thì ở trong hội Phượng Hoàng. Nó sẽ là một cái phép màu nếu như mà tất cả chúng ta có thể vượt qua được điều này. Rồi, spill, tức là một thứ gì nó bị tràn ra nhé. Đấy, nó bị trào ra bên ngoài á. Đúng không? Và đây kiểu như nước mắt nó lại giàn giụa xong rồi nó lại chảy ra. Bà này được gọi là kiểu như một cái người hay khóc nước mắt, đúng không? Mau mắt. Từ từ, có những từ nó rất là hay ấy. Đây á, các bạn có biết thì riêng nó gọi là cái well. Đó, và khi mà chúng ta kiểu nước mắt lưng tròng xong rồi ngấn lệ ấy, thì nó dùng từ well up. Rất hay. Được, well up. Shakily, em từ từ đã. À, hỏi đấy à. Shake thì đó là từ run rẩy. Đấy là dạng động từ. Và shaky là cái tính từ của nó. Thì bây giờ nó dùng ở dạng trạng từ, đúng không? Tức là shakily. Thì đấy, tức là kiểu một cách run rẩy. Nói một cách run rẩy. Bởi vì trạng từ bổ nghĩa cho hành động, nói về trạng thái của nó. À, đừng nói là ngữ pháp chưa nắm chắc nhé. Đấy, giải thích như thế thôi, chứ không có nhiều thời gian để nói sâu về ngữ pháp. Miracle, thì đó là kiểu một cái phép màu. Nó sẽ là một cái phép màu nếu như mà chúng ta có thể come through, đi qua được tất cả điều này. And Percy's not talking to us. What if something dreadful happens and we have never made up? And what's going to happen if Arthur and I get killed? Who's going to look after Ron and Ginny? Đấy. Và bây giờ Percy thì không có đang nói chuyện với lại gia đình cô. Cái gì nó sẽ... À, nhỡ đâu một thứ gì đó kinh khủng xảy ra và chúng ta còn không hề có cơ hội để mà gọi là làm sao để tha thứ cho nhau thì sao? Đấy, và cái điều gì nó sẽ xảy ra nếu như mà Arthur với lại cô bị giết chứ? Ai sẽ là người chăm sóc cho Ron với lại Ginny đây? Rồi, nói sâu đi mất gì đâu á. Không, cái này thì giải nghĩa từ vựng là chính thôi. Trường ngữ pháp thì bây giờ nó phải loằng ngoằng lắm nha, bởi vì là nó phải kiểu S, V, O từng các cái thành phần của câu, xong rồi là các cái loại từ, nó làm gì có thời gian được. Đây nha, cái từ make up ấy thì nó có nhiều nghĩa. Các bạn có thể trang điểm, đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta gọi là làm lành với ai đó, đấy, làm lành, một này là làm lành, hai là mình kiểu như là bù lại, đúng không? Cho người khác, những cái điều mà họ đã trải qua thì tức là make it up to somebody. Được, nó có thể gọi là make it up to somebody, make it up to somebody. Đó. Còn làm lành nhé, nó chỉ có thể nó có thể đơn giản dùng nó là make up. Đó, make up. Look after, đúng không? Tức là nhìn đằng sau, vậy thì ý của nó ấy, có nghĩa là chăm sóc. Chăm sóc cho ai đó. Molly, that's enough, said Lupin firmly. Ừ đúng rồi, make up còn làm bịa chuyện nữa. Nhiều nghĩa lắm, nói chung là tùy theo văn cảnh thôi. Các cái loại phrasal verb như thế này thì nó đầy nghĩa. Rồi, Molly, that's enough, said Lupin firmly. This isn't the last time. The order is better prepared. We've got a head start. We know what Voldemort's up to. Đủ rồi đấy, Molly.
Lupin nói rất là chắc chắn, một cách chắc nịch. Đây không giống như là cái lần trước. Hội Phượng Hoàng bây giờ thì đã được chuẩn bị tốt hơn rồi. Chúng ta đã có một cái sự khởi đầu rất là thuận lợi. Chúng ta biết cái âm mưu của Voldemort nó là gì. Đấy, có cái từ head start này này hay này. Đấy, tức là kiểu mình khởi đầu trước người khác. Đúng không? Mình bắt đầu trước người khác. Có một cái nước đi nó thuận lợi ngay từ ban đầu ở head start. Rồi be up to something. Tức là có âm mưu, ý định gì đó. Be up to something. Đấy, và đây là what, tức là cái gì đúng không? Voldemort đang có ý định gì? Mrs. Weasley gave a little squeak of fright at the sound of the name. Bà Weasley thì bà ấy rít lên một chút, đầy sự sợ hãi, đâu rồi? Rít lên một chút thể hiện sự sợ hãi khi mà nghe thấy cái âm thanh của cái tên này. Khi mà nghe thấy cái tên này nó được cất ra đúng không? Nó được nói ra. Đúng ra thì nó gọi là cái gì các bạn? Voldemort á. Đấy, người mà ai cũng biết là ai đó đúng không? Chứ còn nó không gọi tên như thế này. Rồi squeak giống con lợn ấy, nó bị chọc tiếp đúng không? Và đây nó gọi là dạng danh từ, tức là một tiếng ré lên, rít lên. Fright danh từ thì đó là sự sợ hãi. 10:30 em ơi. À, ngày mai với lại ngày kia thì mình sẽ họp nhé. Thì sau đó hết mùng 5 đến mùng 6 đúng không? Mình sẽ quay trở lại. So, oh Molly, come on. It's about time you got used to hearing it. Look, I can't promise no one's going to get hurt. Nobody can promise that. But we're much better off than we were last time. You weren't in the order then. You don't understand. Last time we were outnumbered 20 to 1 by the Death Eaters and they were picking us off one by one. Thôi nào Molly, thôi nào. Đã đến lúc mà bà phải quen với lại cái việc nghe thấy cái tên gọi này rồi. Nghe này, tôi không thể nào mà hứa được rằng là không ai sẽ bị từ từ không ai sẽ bị hại trong cái lần này. Không ai có thể hứa được cái điều đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã tốt hơn rất là nhiều so với lại cái thời điểm chúng ta lần trước. Bà lúc đó không ở trong hội, đấy, bà không hiểu được. Lần trước thì chúng tôi bị vượt qua khỏi số lượng 20 so với lại 1 bởi những cái tử thần thực tử và họ đã từ từ họ đã tiêu diệt được chúng tôi từng người một. Thì có cái từ hearing it và đây get used to thì trong văn cảnh này nó là làm quen với một thứ gì đó. Get used to something, get used to something tức là quen với một thứ gì đó. Rồi đúng rồi, promise nó là hứa hay là đảm bảo. Tôi không thể nào hứa được là không ai sẽ get hurt. Đúng không? Không ai sẽ get hurt tức là bị đau, nói đúng ra tức là bị thương, bị hãm hại. Rồi better off nó đi với động từ to be ấy, thì tức là tốt hơn, ở cái trạng thái mà nó tốt hơn so với lại lần trước này. À, từ này rất hay nhé, dùng trong IELTS các cái bài biểu đồ ấy, outnumber đấy, tức là vượt qua về số lượng. À, ví dụ như bên nam với bên nữ ấy, bên nam là outnumber bên nữ đúng không? Thì đấy tức là vượt qua số lượng về con số ở đây đó là 20 so với lại 1 về tỷ lệ nhé. Rồi pick off thì đó là diệt trừ hay là tiêu diệt ai đó. One by one, từng người một đúng không? Harry thought of the photograph again of his parents' beaming faces. He knew Moody was still watching him. Harry tự nhiên lại nghĩ về cái bức ảnh một lần nữa, về cái gương mặt cười rạng rỡ của bố mẹ cậu ấy. Cậu ta biết rằng Moody vẫn đang nhìn chằm chằm cậu ta qua cái con mắt ma thuật của ông ta. Tập 1 á, tập 1 thì có live đợt đấy nhưng mà không có record lại. Lúc nào nếu có thời gian rảnh ấy, thì có thể đọc lại cái cuốn tập 1. Rồi, so don't worry about Percy, said Sirius abruptly. He'll come around. It's a matter of time before Voldemort moves into the open. Once he does, the whole ministry is going to be begging us for forgiveness. Rồi đừng có lo về Percy, Sirius nói, từ từ Sirius đột ngột nói, cậu ta sẽ xoay chuyển thôi, cậu ta sẽ thay đổi ý định thôi. Đấy, nó chỉ là một cái vấn đề thời gian trước khi mà Voldemort công khai lộ diện những cái hoạt động, những cái gọi âm mưu của mình. Và một khi mà hắn ta đã làm cái điều đó thì cả bộ pháp thuật sẽ phải cầu xin chúng ta để mà tha thứ cho họ. Abrupt, đúng không? Đúng,
giống từ suddenly, đây là một thứ gì nó diễn ra đột ngột, bất thình lình. Rồi, thường nhá, người Anh người ta sẽ bỏ cái từ about. Sorry, thường người Anh ấy thì người ta sẽ bỏ cái từ around và người ta thay thế bằng cái từ about hoặc là từ round. Nhưng mà đúng ra kiểu người Mỹ ấy, thì nó có thể được sử dụng cái từ come around. À, nó đều như nhau thôi. Thì đây, come around tức là mình thay đổi ý định. Rồi, it's a matter of time, đúng không? Nó chỉ là vấn đề thời gian trước khi thằng này nó into the open. À, tức là kiểu như lộ diện về cái danh tính của nó. Đấy, rồi, và one ở đây nó không phải là một lần đâu, mà nó là một khi. Đấy, nó giống kiểu cái điều kiện nó đã xảy ra. Đợt S cộng V. Rồi, sẽ going to be begging us. Sẽ phải van xin chúng ta vào lúc đó để mà tha thứ. And I'm not sure I'll be accepting their apology. He added bitterly. Và tôi không có chắc chắn là tôi sẽ chấp nhận cái lời xin lỗi của họ đâu. À, ông ta nói thêm một cách đầy chua chát, cay đắng. Cái gì? Apology, đúng không? Danh từ, tức là cái lời xin lỗi. À, nó lịch sự hơn với từ sorry á. Và bitter tức là một vị một thứ gì nó đắng, và đây khi mà đi với lời nói đúng không, tức là cay đắng, chua chát, bởi vì ông này ông bị giam mà đúng không, ông bị bộ pháp luật ấy truy lùng truy nã. And as for who's going to look after Ron and Ginny if you and Arthur die, said Lupin smiling smiling slightly, what do you think we do, let them starve? Và về cái việc ai sẽ là người chăm sóc Ron với lại Ginny nếu như bà và Arthur chết, Lupin nói mỉm cười một chút này. Bà nghĩ chúng tôi sẽ làm gì để cho hai đứa trẻ nó chết đói à? Từ starve tức là kiểu mình bị bỏ đói, đó starve. Đấy, hoặc là kiểu mình nói chung là kiểu chết đói, đó, nó dùng ở dạng động từ là như thế. Thường các bạn sẽ có một cái từ starving ấy. Tức là I'm starving, tôi đang đói chết thì được, đúng không? Đang rất là đói. Đúng rồi, as for chính xác. C1 luôn nhá. As for tức là about. Chính xác. C1. Nếu như các bạn tra từ điển thì sẽ thấy cái biểu tượng C1 ở đó. Tức là cái 38 đúng không? Tâm đấy. And Mrs. Weasley smiled tremulously. Being silly, she muttered again, mopping her eyes. But Harry closing his bedroom door behind him some 10 minutes later could not think Mrs. Weasley silly. Bà Weasley thì lại mỉm cười một cách run rẩy một lần nữa. Ui, tôi quả là ngu ngốc. Đấy, bà ấy thì thầm lẩm bẩm một lần nữa và lau cái đôi mắt của mình. Nào, cái từ mop nó lại lặp lại đúng không? Nhớ nhá, danh từ nó là cái cây gậy lau nhà. Đấy, cái cây chổi lau nhà, không phải. Cây cây lau nhà các bạn ạ. Được, còn cái chổi là khác đúng không? Và tất nhiên đấy, khi mà chúng ta mop the floor tức là mình đang lau nhà. Đấy, lau bằng cái cây đó. Tremble thì tức là run rẩy và tremulous là tính từ của nó. Đó, một cách run rẩy. Đấy, mutter thì tức là lẩm bẩm trong mồm, nói thầm. Nhưng mà Harry đóng cánh cửa phòng ngủ của cậu ta lại ở phía đằng sau cậu ấy tầm khoảng 10 phút sau đó, thì lại không thể nào mà nghĩ rằng là bà Weasley ngu ngốc được. He could still see his parents beaming up at him from the tattered old photograph, unaware that their lives, like so many of those around them, were drawing to a close. Cậu ta vẫn có thể nhìn thấy cái gương mặt của bố mẹ mình đang mỉm cười rạng rỡ về phía cậu cậu ấy từ cái bức tranh, từ cái bức ảnh cũ kỹ, mục nát. Không hề nhận thức được rằng mạng sống của họ cũng giống như rất là nhiều những người xung quanh họ đang đi đến một cái hồi kết. Đấy. Kiểu họ đang rất là hạnh phúc trong ảnh ấy, xong rồi là bây giờ không biết được rằng là mạng sống của mình sắp sửa chết đến nơi rồi. Beam up, beam ánh sáng lóe đúng không? Đây là nụ cười thì tức là cười rạng rỡ. Tattered. Bạn nào hôm qua xem livestream thì biết là từ này nó lặp lại mấy lần rồi. Nó có nghĩa là một thứ gì nó bị tả. Đấy, tả tơi, được không? Tattered, bị tả, tả tơi. Đó, tả tơi, nó trong một cái điều kiện mà nó rất là kém rồi ấy. Và đây unaware tức là không để ý được, không nhận thức được rằng là mạng sống của họ này drawing to a close, đúng không? Đang đi đến một cái hồi kết. The image of the Bogart posing as the corpse of each member of Mrs. Weasley's family in turn kept flashing before his eyes.
cái hình ảnh của cái con ông kẹ nó biến thành những xác chết của từng thành viên trong gia đình của bà Weasley. Theo lần lượt thì cứ thế nó hiện lên trước mắt của Harry. Rồi thì cốt tức là cái xác chết đó. Đấy, vào đây pose. Các bạn đi Tết đúng không? Chắc chắn là chúng ta sẽ phải pose rồi, tức là tạo dáng hay là giữ cơ thể mình trong một cái thế như thế nào, đúng không? Đấy, pose, pose tạo dáng. Rồi và ông kẹ này nó biến thành mấy cái xác chết đó. Và intern tức là theo lượt nhé, cứ ngược người này xong đến người khác. Flash tức là một thứ gì mà nó lóe lên đúng không? Đặc biệt khi mà nói đến ánh sáng. Đấy, vậy thì tức là nó chớp chớp xong nó hiện ra trước mắt của Harry. Rồi, without warning, the scar on his forehead seared with pain again and his stomach churned horribly. Không hề báo trước thì cái vết sẹo trên trán của Harry nó lại xém lên với lại cái nỗi đau một lần nữa. Và bụng của cậu ấy thì quặn lại một cách rất là kinh khủng. Nói ra là quặn lại nhưng mà đúng ra ấy, nó có nghĩa là làm sao nhỉ? Lom sòng sọc. Rồi warn tức là cảnh báo, và đây không hề có cái điều gì đó báo trước. Đấy là sear. Các bạn mà áp chảo một thứ gì đó ấy, đấy thì tức là chúng ta đang sear cái thứ đấy. Đấy, và nếu như mà đi với đồ vật đúng không, nó có thể được miêu tả là cháy xém nhé. Và nếu mà bây giờ một vết thương ấy, mà nó nhức lên đúng không, nó nhức nhối lên thì mình có thể từ sear là sear with pain, rất hay, hình ảnh miêu tả ứng dụng. Churn thì nghĩa của nó có nghĩa là mình chiên bơ nha, mình chiên bơ. Đấy, churn churn có nghĩa là mình chiên cái bơ lên. Thì thường khi mà chiên bơ đúng không, nó sẽ nổ tí tách ấy, xong rồi nó như kiểu là dầu sôi ấy. Đấy, thì nếu mà bụng này nó trơn thì tức là bụng nó đang gào xé. À, rồi nó phải kiểu có collocation đó đúng không, nghĩa của nó các gốc từ đó. Thì mình giải thích như thế thì chúng ta mới hiểu là cái bụng ấy, nó đang sôi sùng sục như thế nào. Cut it out, he said firmly, rubbing the scar as the pain receded again. Thôi đi, cậu ta nói rất là chắc nịch, chắc chắn. Xoa xoa cái vết sẹo trên trán của mình khi mà cái nỗi đau trong cái vết sẹo đó nó cứ thế nó vơi đi một lần nữa. Tức là trước đó cái vết sẹo này nó đã đau như thế rồi ấy. Recede, bãi biển nhá, hình dung nhá, bãi biển này, xong rồi cơn sóng ấy nó đập vào bờ, xong rồi nó trôi ngược lại, thì đấy cái hành động trôi ngược lại là recede. Đó, đó là nó đẩy lùi đúng không, nó trôi ngược lại. Và nếu như mà nghĩa ẩn dụ thì tức là cái độ đau ấy nó giảm bớt. Ok, rub thì đó chà sát rồi. First sign of madness, talking to your own head, said a sly voice from the empty picture on the wall. Đây là cái dấu hiệu đầu tiên của sự hóa điên đấy. Đấy, tự nói chuyện với chính cái đầu của mình, một cái giọng nói đầy từ từ, một cái giọng nói lươn lẹo từ cái bức tranh trống ở trên tường nó phát ra. Cái từ slide này này giống kiểu mình đang có ý muốn lừa gạt người khác, lươn đó, lươn lươn lẹo, giọng nói lươn lẹo, hoặc là kiểu như nó có những cái thứ nó rất là làm sao nhỉ, thì tiếng Việt nó có thể miêu tả như thế nào, quỷ quyệt. À, đấy, quỷ quyệt, láu cá lươn lẹo. Harry nodded. Chúng ta hình dung nhé, tức là trên tường ấy nó có một cái bức bức ảnh nhưng mà trong đấy lại không hề có ai cả. Đấy á, thì đấy, ở đây nó gọi là empty picture là như thế. Harry ignored it. He felt older than he had ever felt in his life. And it seemed extraordinary to him that barely an hour ago, he had been worried about a junk shop and who had gotten the prefect badge. Harry thì làm ngơ cái tiếng nói đó. Cậu ta cảm thấy già hơn bao giờ hết trong đời của mình, bởi vì suy nghĩ nhiều à. Và nó có vẻ vô cùng là lạ lùng với cậu ấy rằng một gần như là một tiếng trước đó thì cậu ta lúc đấy đang lo lắng về cái tiệm bán những cái đồ lừa gạt người khác và lo lắng về cái việc ai là người đã có được cái huy hiệu của huynh trưởng trong nhà. Rồi chúng ta nên hiểu ấy, tức là trước đó thằng này nó nghĩ về những thứ rất là còn con, còn bây giờ nó lại kiểu như nghĩ đến những cái thứ gì nguy hiểm xong rồi lớn lao, thế cho nên nó cảm giác rất là extraordinary, lạ lùng.
Từ này có 3 tầng nghĩa các bạn. Nó có 3 cái tầng nghĩa, nó không phải là phi thường nhé. Đấy, chắc chắn trong cái văn cảnh này không phải là phi thường. Đấy, nó có 3 tầng nghĩa. Một đấy, đúng thật là nó là phi thường, excellent các thứ. Nhưng mà một cái tầng nghĩa C1 thì phải, thì nó là strange, lạ lùng, kỳ lạ, tiệm giỡn đấy. Tiệm giỡn, tức là hai cái thằng song sinh ấy, nó bán những cái đồ lừa gạt người khác đó. Vậy Harry lo lắng rằng là bọn này nó sẽ bị bại lộ, xong rồi là ông bà Weasley sẽ phát hiện ra nó là cái người mà đầu tư tiền cho hai thằng song sinh đó. Còn Barry trong văn cảnh này là chạm được định đúng không, tức là gần như một tiếng trước đó. Khi mà đọc các bạn phải hình dung được cái ngữ cảnh đấy thì mới suy ra được cái nghĩa mà nó hợp lý của nó được. Đọc đọc cái nó mới hiểu luôn được đó. Chứ còn đây có vẻ rất là phi thường. Nghe nó không hợp lý lắm nhỉ, đúng không? Rồi chúng ta đến với chapter 10 này, Luna Lovegood. Lovegood. Rồi cái con bé mà nó nhìn thấy xác chết rồi nhỉ. Harry had a troubled night's sleep. His parents move in and out of his dreams, never speaking. Mrs. Weasley sought over creature's dead body, watched by Ron and Hermione, who were wearing crowns, and yet again Harry found himself walking down a corridor ending in a locked door. Harry có một cái giấc ngủ mà nó rất là khó khăn, trằn trọc đúng không? Xong rồi là trở mình các thứ. Bởi vì từ trouble này này, nó nói rằng là đã có trouble trong cái giấc ngủ. Bố mẹ của cậu ta thì cứ đi ra đi vào trong những giấc mơ của cậu ấy, không nói một lời nào cả. Bà Weasley thì thút thít thụt thịt khóc lóc trước cái cơ thể đã chết của Creature, cái con gia tinh ấy, và được nhìn đằng xa bởi Ron và Hermione, những người đang đeo những cái vương miện trên đầu. Và ấy thế một lần nữa, Harry lại tự nhận ra bản thân mình đang đi xuống một cái hành lang kết thúc ở một cái cánh cửa đã bị khóa. Đây là tập 5 em ơi. Đây là tập 5 Hội Thượng Hoàng. Ôi, nó dùng cái từ world. Đấy, thì từ từ. Từ này là quá khứ của từ cái gì tự nhiên mình đã quên mất cái gốc từ của nó nhỉ. Nó là đan len đấy, weave đúng rồi, đan len thì thêu dệt đúng không, đan len nó cứ dệt qua dệt lại. Đấy, cái kim ấy nó đâm ra đâm vào, nó nói đến cái mức độ của nó rất là ngắn đấy đó. Thì đấy nó dùng từ woven như thế này là như thế, cứ được kiểu như là thoáng qua thoáng lại đúng không. Hình dung cái ngữ cảnh ở đây là đan len đấy chưa? Đấy, thấy cho nên nó dùng ở nghĩa ẩn dụ đấy. Rồi cái con creature là cái con gia tinh nhá, bà Weasley thì bà cứ sụt sịt khóc thút thít trước cái xác chết của cái con gia tinh. Rồi watch by dùng bị động đúng không, tức là được quan sát nhìn đằng xa bởi Ron và Hermione, crown vương miện này. Đấy, và corridor, walking down a corridor, tức là đi xuống cái hành lang trong giấc mơ của Harry ấy, và nó ending in, tức là cái hành lang đấy nó kết thúc ở một cái cửa đã bị khóa. He awoke abruptly with his scar prickling, with his scar prickling to find Ron already dressed and talking to him. Cậu ta tỉnh dậy đột ngột với cái vết sẹo của mình nó đang nhức nhối, nó đang đau nhức lên, để rồi thấy rằng Ron đã được ăn bận đàng hoàng và đang nói chuyện với cậu ta. Đó, tất nhiên rồi, tiếng Anh nó dùng nhiều nghĩa ẩn dụ lắm. Đó, kể cả bây giờ này, những cái thông tin đó, ở trên trên báo đài ấy, hay là trên mạng xã hội, nó có thể dùng dùng cái từ này. Các cái thông tin đấy nó được thêu dệt, ghim vào đúng không? Tức là nó được woven into cái gì nhỉ? Bản tin chẳng hạn đi đúng không? Các cái news report. Rồi dùng cái từ đấy rất là hay. Để nó gài thêm thông tin vào trong những cái bản tin đấy về ngày Tết hay là về 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 bầu cử ấy. Không biết các bạn có theo dõi cái đấy ở bên Mỹ không? Có từ gì nhỉ? Cậu ta tỉnh dậy đột ngột này với vết sẹo của mình nó đang nhấp lên, để rồi thấy rằng là Ron đã ăn bận đàng hoàng và đang nói chuyện với cậu ấy. Wolf nó dùng quá khứ thôi em ơi. Đấy, đấy là V2 ạ, còn V3 là woven. Rồi cái từ prickle nhá, thì prick nó là một cái gai của hoa hồng đấy, hoặc là kiểu một cái gai nhọn. Được, thì thế cho nên là prickle nó là cái từ đâm chích. Đấy, đâm chích. Rồi, đâm chích. Thế thì nếu như mà
Nhưng nếu như mà cái vết thương ấy mà nó prickle, tức là nó đang nhức lên đó, better hurry up, mom's going ballistic, she says we're going to miss the train. Tốt hơn hết là nhanh lên đi, mẹ đang điên lên đấy, bà ấy nói rằng chúng ta sẽ bỏ lỡ chuyến tàu mất. Rồi ballistic, từ từ, cái này nó gọi là cái đạn đạo, tên lửa đạn đạo, nhưng mà ở dạng miêu tả về cảm xúc ấy, tức là bà ấy kiểu điên, đầu óc nó làm sao nhỉ? Nó như kiểu là đầu có lửa ấy, đúng không? Ok, ballistic nha, going crazy. There was a lot of commotion in the house. From what he heard, as he dressed at top speed, Harry gathered that Fred and George had bewitched their trunks to fly downstairs to save the bother of carrying them. With the result, they had hurdled straight into Ginny and knocked her down two flights of stairs into the hall. Có rất là nhiều sự hỗn loạn trong căn nhà đó. Từ những thứ mà cậu ta nghe thấy khi mà cậu ta đang mặc quần áo ở cái tốc độ nhanh nhất của mình. Harry đã nghe loáng thoáng được những cái thông tin đó là Fred và George thì đã biến những cái hòm đựng đồ của mình cho chúng nó bay xuống cầu thang để mà tránh cái phiền toái phải đem phải phải kéo theo nó. Với cái kết quả đó là những cái dương này nó đã lao thẳng vào Ginny và đánh văng con bé Ginny tầng cầu thang vào trong con sảnh. Được, mình phải đi theo từng cúp ấy. Rồi, commotion nhá, đó là cái từ nó gọi là chaos. Đó, sự hỗn loạn, xong rồi là ầm ĩ các thứ. Cháo á, đó, chaos. Vậy commotion nó là như thế. Top speed đúng không? Tức là kiểu ăn mặc một cách nó nhanh nhất. Gather là bình thường là tụ tập hay là gom lại. Và đây tức là cậu ta có thể gọi là từ những cái thông tin đó, cậu ấy có thể rút ra được một cái ý như thế nào đó. Các bạn lên mạng đúng không? Gather được rất là nhiều thông tin. Rồi. The bother ấy, thì thường cái này nó dùng dạng động từ rất là bất tâm. Ví dụ I don't bother to do something đúng không? I don't bother check. Tôi còn không thèm bận tâm mà check cái gì nhỉ? Social media profile đúng không? Hay là cái quả thực là như thế. Dạo gần đây mình nó gọi là đây hơi hơi socially aloof một chút. À, thấy á, bận tâm thì dùng là dạng danh từ, tức là cái sự vướng bận, được cái sự vướng bận đấy phải mang theo chúng này. Rồi hurdle thì đó là cái sự nó gọi là lao thẳng vào một từ, lao vào một thứ gì đó rất là nhanh nhé, nó gọi là hurdle for something. Và đây straight into Ginny đúng không, lao thẳng vào Ginny, knock tức là hất văng, đánh đổ đấy, knock her down, khiến cho con đấy nhé nó bị văng xuống hai tầng cầu thang này. Thì không, cái fly chuyến bay, nhưng mà nếu mà đi stairs những cái bậc cầu thang ấy, thì tức là một dãy các cái bậc cầu thang. Đó, các bạn mà đi lên tầng đúng không thì sẽ phải đi qua hai fly of stairs đây, mà cái con đấy nó ngã từ đây xuống. Rồi now and Mrs. Black này, Mrs. Black and Mrs. Weasley were both screaming at the top of their voices. Hai cái bà Black và bà Weasley thì đang hét ở cái ngưỡng cao nhất về âm lượng giọng nói của mình. Could have done her a serious injury, you idiot. Các con đã có thể khiến cho em ấy một cái chấn thương rất là nghiêm trọng đấy. Đấy, hai cái thằng ngu này. Đó, bà chửi hai thằng song sinh. Could have done, tức là cái việc này nó không xảy ra, nhưng mà đấy là giả định một điều không có thật trong quá khứ. Đáng lẽ ra đã. Filthy half-breed besmirching the house of my father. Những cái đứa, từ từ, những cái đứa chó đẻ, những đứa chó đẻ bẩn thỉu, giấy bẩn cái căn nhà của bố tao. Đây là cái bà Black. Chúng ta phải hiểu là cái bà này, bà là công nương, đúng không? Những người mà kiểu có danh gia vọng tộc, thế cho nên là bà ấy tôn trọng cái tôn ti trật tự trong nhà. Và đây là đang kiểu chứa những cái đứa nó không có máu thuần chủng ấy, thế cho nên gọi là half breed. Breed này là giống nòi đúng không, hoặc kiểu một cái chủng, một cái giống đấy nào đó khi mà liên quan đến sinh vật nha, thì đấy gọi là breed. Và đây là kiểu half breed đúng không, những thứ mà nó không có
phần trục, rồi phần filthy tức là very dirty, cực kỳ là bẩn, besmirch làm ô uế đúng không, bôi bẩn, làm lem luốc, ô uế, besmirch. Rồi how many came hurrying into the room looking flustered and just as Harry had putting just as Harry was putting on his trainers, Hedwig was swaying on her shoulder and she was carrying a squirming hook chunk in her arm. Hermione thì vội vàng chạy vào trong căn phòng, nhìn vẻ mặt là rất là bối rối, bất ổn. Cũng vừa cái lúc mà Harry xỏ được vào cái đôi giày sneaker của mình. Hedwig con cú thì đang lắc lư trên vai của cô ấy, và cô ấy thì đang mang theo, đang cầm theo, đang ôm theo một cái con mèo Crookshanks, nó đang ngựa nguậy, nó đang ngọ nguậy rất là mạnh ở trong tay cô ấy. Có từ fluster này này thì bình thường tức là nó khiến cho cỏ cây xong rồi là tóc tai nó bù xù xong rồi nó xao xạc, xao xạc. Các bạn đã hình dung được cái nghĩa đen của nó ấy, thì hiểu nghĩa bóng nó rất là đơn giản, được không? Đấy, xao xạc bù xù khiến cho cỏ cây rồi tóc tai nhé, thì đấy fluster là như thế. Nhưng mà bây giờ tức là cái gương mặt của con bé Hermione này này thì nó làm sao nhỉ? Nhìn nó bù xù đúng không? Đấy, ý của nó là thế. Rồi, nhìn nó rất là bù xù. Cái từ này nó còn có nghĩa bóng khi mà nó nói đến cảm xúc nữa nhá. Khi mà mình kiểu như bất an, bất ổn đó. Đấy thì có thể sử dụng cái từ fluster này cũng được. Nhiều nghĩa mà, đúng không? Trainer thì người Anh người ta dùng trainer, còn người Mỹ thì người ta dùng sneaker. Đôi kiểu gì nhỉ? Nike các thứ á. Thì người Anh người ta mới dùng từ này thôi, còn người Mỹ người ta không dùng từ này. Giày thể thao đúng không? Squirm đúng rồi, squirm tức là kiểu ngọ nguậy, cựa quậy. Con mèo ấy nó rất là hư đúng không? Còn sway thì tức là lắc lư, đổ bên này, đổ bên kia. Con cú. Rồi, mom and dad just sent Hedwig back. The owl fluttered up obligingly over and perched on the top of her cage. Are you ready yet? Bố mẹ tớ vừa mới gửi con Hedwig trở lại này. Con cú nó vỗ cánh một cách nó làm sao nhỉ? Obligingly. Nó flutter. Nó vỗ cánh. Obliged tức là kiểu mình bắt buộc phải có một cái trạng thái gì đó đúng không? Miễn cưỡng à? Từ obligingly ở đây. Đâu, một cách nó không phải miễn cưỡng mà ngược lại với từ unwilling ấy, tức là một cách nó sẵn sàng, đúng không? Obligingly, bởi vì cái từ apply nó là tuân thủ mà. Đấy, vì vậy cho nên đây nhé, từ này ý của nó là một cách vâng lời, nhé, một cách vâng lời. Rồi, con này nó vỗ cánh một cách vâng lời này và nó đậu trên nóc cái lồng của con cú. Các cậu đã sẵn sàng chưa? Kennel là chó, chuồng chó. Đúng rồi em ơi, nhưng mà thường đấy chuồng thì nó gọi là cage cho nó nhanh. Ok, có cái từ perch này này thì bình thường khi mà hai thứ nó đậu hoặc là kiểu nó ngồi một cách rất là trông chân trên một thứ gì đó ấy, thì đấy nó dùng từ perch. Danh từ thì nó gọi là cái sào để một con chim nó đậu lên đó. Đó còn flutter như thế này ấy, tức là cái con cú nó đang vỗ cánh, lông lá nó tơi tả cái thứ đúng không? Nearly Ginny alright? Harry asked, shoving on his glasses. Mrs. Weasley's patched her up, said Hermione, but now Mad-Eye is complaining that we can't leave unless Sturgis put more here, otherwise the guard will be one short. Tớ sắp xong rồi, Ginny đã ok chưa? Đã ổn chưa? Harry hỏi. Nhét cái kính vào mắt của cậu ấy. Đó, nhét cái kính bởi vì thằng 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 Harry này này nó đang shove thì đó là kiểu như mình đẩy rất là mạnh nhá, hoặc là kiểu mình làm sao nhỉ, nhét nó vào đấy hoặc là đẩy mạnh thế. Cho nên shoving on his glasses này này tức là kiểu như nó quăng cái kính vào mắt đúng không, thế hay là kiểu nó rất là mạnh ấy, mạnh tay xong rồi nó nhét cái kính vào mắt của nó. Ôi, bà Weasley đang băng bó cho Ginny đấy.
Hermione nói, nhưng mà bây giờ thì Madai đang phàn nàn rằng chúng ta không thể nào mà rời đi khỏi căn nhà được, trừ khi khuất mộ ở đây. Nếu không thì đội tuần tra sẽ thiếu đi một người. Rồi cái từ patch, đó là cái miếng vá. Đó. Nhưng mà nếu mà mình băng bó cho ai đó ấy, thì cũng là patch somebody up, băng bó nhé, băng bó. Đấy, băng bó. Nói chung là kiểu từ nó hay dùng ở cái dạng ẩn dụ lắm. Tiếng Anh khi mà lên những level tầm khoảng B2 trở lên, và đa phần những cái từ đấy là nó diễn tả ẩn dụ hết rồi, hoặc là những cái tầng nghĩa mà nó cao hơn thông thường của nó. Rồi can live unless, đúng không? Unless có là trừ khi, mà ông này ông ấy ở đây. Otherwise tức là theo một cái cách nghĩ khác. Thường thì trong cái văn cảnh mà nó có hai vế thôi ấy, thì tức là nếu không. Đấy, nếu không thì đây sẽ là one short, tức là thiếu đi một người. Bởi vì nó có cái cụm ấy, đó là short of something. Short of something, tức là thiếu một thứ gì đó nhé. Thiếu cái gì đó. The guard, said Harry, we have to go to King's Cross with a guard. No, you have to go to King's Cross with a guard. Cái gì? Đội tuần tra, Harry nói, chúng ta phải đến cái ga nhà vua với một đội tuần tra. Không, cậu sẽ phải đến nhà kinh, từ từ đến đến nhà ga, từ từ nhà ga vua này với một đội tuần tra. Cái ở guard ở đây này nó không phải là một người bảo vệ đâu, mà là một đội bảo vệ. Đấy, bởi thằng Harry này nó quan trọng mà, đúng không? Nó cần có nhiều người bảo vệ. Hermione corrected him. Đấy, tức là không phải là chúng ta sẽ đến, mà là cậu sẽ đến. Why? Said Harry irritably. I thought Voldemort was supposed to be laying low. Or are you telling me he's going to jump out from behind the dustbin to try and do me in? Tại sao vậy? Harry hỏi một cách rất là bực tức. Tớ nghĩ rằng là Voldemort đang được cho rằng là ẩn mình chứ. Hoặc là cậu đang cố nói với tớ rằng là hắn ta sẽ nhảy ra từ một cái phía đằng sau, một cái thùng rác, và cố gắng để mà giết tớ à? Rồi irritably đúng không, thì irritate một người nào đó tức là khiến người ta cảm thấy bực bội. Và đây là cái trạng từ một cách nó bực bội. Be supposed to do tức là được cho rằng, đáng nhẽ. Từ từ lay low đúng không? No, nó dùng từ laying low ở đây, lying low ở đây á. No, lay low á thì bình thường từ này nó có là ẩn mình, sống kín. Đấy, vào đây. À, tớ nghĩ rằng là thằng Voldemort nó đang sống kín đấy chứ, đúng không? Nó đang ẩn mình chứ. Jump out from behind a dustbin. À, nhảy ra từ phía đằng sau một cái thùng rác để là do me in. Do somebody in. Thì đó là kết liễu ai đó. Kill, đúng không? Kill somebody. I don't know. It's just what Mad-Eye says. Said Hermione distractedly, looking at her watch. But if we don't leave soon, we're definitely going to miss the train. Tớ không biết nữa. Đó chỉ là cái điều mà ông Nadai nói thôi. Hermione nói một cách lơ đễnh, nhìn vào đồng hồ của cô ấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta không rời sớm khỏi căn nhà này, thì chúng ta chắc chắn sẽ lỡ chuyến tàu. Sẽ bỏ lỡ chuyến tàu. Distractedly, tức là con bé này này, con nói. Và nó không để ý đến cái lời nói của nó. Nó đang bị mất tập trung. Bởi vì nó đang nhìn vào cái đồng hồ, đúng không? So will you lot get down here now, please? Mrs. Weasley bellowed and Hermione jumped as though scared, and hurried out of the room. Tất cả các con có thể xuống đây ngay được không? Làm ơn. Và Weasley giống lên và Hermione nhảy cẫng, giật mình như thể là bị lột da này. Và sau đó thì con bé nó vội vàng nó chạy ra khỏi căn phòng. Ok, có từ bellow nhé. Còn you lot tức là cả đám đó, tất cả cả đám chúng mày, hay là kiểu cả đám bọn kia, đúng không? Hay là kiểu cả tất cả các con, cả đám các con. Nếu mà trong cái văn cảnh này thì nó là cái những đứa trẻ ở trong nhà. Rồi thì bellow đó, cái từ giống giống lên, giống con bò, bellow. À, còn below nó khác nhá, bellow nó nhấn âm một á. Còn scouted ở đây tức là kiểu bị, từ từ mình phải xem lại từ này xem là đúng là nó lột da, nó bị bỏng. À, chính xác là nó bị bỏng.
scout. À đúng rồi, có từ scouting đúng không? Tức là kiểu một cái tiết trời mà nó vô cùng là nóng nực vào mùa hè, scouting. Các bạn có thể dùng scaldingly hot, nóng vô cùng. Rồi, và đây như kiểu là nó bị dội nước sôi vào người ấy, và sau đó thì nó vội vàng chạy ra khỏi căn phòng. Harry sees Hedwig shut her unceremoniously into a cage and set off downstairs after Hermione, dragging his trunk. Harry giằng lấy con cú Hedwig, nhét nó giằng đúng không, kiểu túm lấy con cú Hedwig này, nhét nó một cách rất là thô lỗ vào trong cái lồng của nó, và sau đó thì bắt đầu đi xuống cầu thang phía sau Hermione, kéo theo cái dương của mình. Rồi seize nó là giành lấy, túm lấy. Đó, khi mà các bạn seize một cái cơ hội, collocation của nó đó, tức là giành lấy một cơ hội thôi, nắm lấy cơ hội thôi. Opportunity. Rồi, tức, cái dạng động từ thì tức là nhồi nhét, unceremoniously, tức là một cách nó rất là thô lỗ, đúng không? Xong rồi là không hề có cái sự tôn trọng, trang trọng gì cả. Đấy, bởi vì ceremony thì thường tức là một cái lễ kỷ niệm hay là một cái lễ nghi thức gì đó. Thì đây unceremoniously tính từ của nó này, đúng không? Nó dùng ở dạng trạng từ luôn đi rồi. Thế đó, tức là bắt đầu đi. Cái phần drag thì tức là kéo lê, kéo lì cái dương của cậu ấy. Mrs. Black's portrait was howling with rage, but nobody was bothering to close the curtains over her. All the noise in the hall was bound to rouse her again anyway. Cái tấm chân dung của bà Black ở trên tường thì bây giờ đang hú lên với lại cái sự giận dữ của mình. Nhưng mà không ai bận tâm để mà đóng cái tấm rèm trên cái bức tranh đó lại. Tất cả những tiếng ồn trong cái con sảnh của căn nhà thì chắc chắn sẽ đánh thức bà ấy một lần nữa thôi. Rồi, nào cái từ portrait, đúng không? Portrait tức là cái bức chân dung. Đấy, và howl là cái con sói nó chu lên. Đấy, hoặc là cái tiếng gió nó rít. Nhưng mà đây tức là bà ấy hú lên này. Bà ấy hú lên với lại sự giận dữ của mình. Rồi, curtain tức là cái tấm rèm nhé. Khi mà đóng lại thì bà ta sẽ không có hét nữa. Đấy, và bound, đúng không? Đây là dùng động từ to be này. Was bound, be bound to do something, tức là be certain to do something, chắc chắn lắm. Rồi, bound, nó là như thế. Và round, các bạn có biết cái từ around không? Around tức là khêu gợi hay là đánh thức một ai đó, đúng không? Đấy, và đây, nó dùng từ round ở cái dạng rút gọn. Đánh thức bà ta một lần nữa. Rồi, những âm thanh trong con sảnh chắc chắn là sẽ đánh thức bà ấy một lần nữa thôi. Thì kiểu bà ấy sẽ tỉnh dậy. Harry, you are to come with me and Tom, shouted Mrs. Weasley over the repeated screeches of mud, blood, scum, creatures of dirt. Leave your trunk and your owl. Alastor is going to deal with the luggage. Oh, for heaven's sake, Sirius, Dumbledore said no. Harry, cháu sẽ phải đi với lại cô và Tongs. Bà Weasley, bà hét lên qua cái tiếng rít mà nó lặp đi lặp lại của cái bức tranh ở trên tường. Nó rít rằng là những kẻ máu bùn, cặn bã, những sinh vật bẩn thỉu. Hãy để cái dương của cháu và cái con cú của cháu lại. Ông Alastor sẽ xử lý cái phần từ từ cái phần hành lý. Ôi, ôi giời ơi, Sirius, thầy Dumbledore đã nói là không. Đừng có mà lén đi theo. Chúng ta phải hiểu cái văn cảnh là như thế. Screech là cái tiếng rít nhé. Khi mà một thứ gì nó phanh gấp ấy, thì trên đường nó sẽ tạo ra cái tiếng kí một cái. Đó, và thường khi mà nó dùng từ screech như thế này thì các bạn hình dung âm thanh kí hệ như thế. Screech nó là vậy. Rồi scum tức là cái cặn. Thường nó bị lắng đọng xuống phía dưới. Nó gọi là scum, cặn bã. Creature thì nó là sinh vật, và đây là earth, dirt, không, sinh vật bẩn thỉu. Luggage tức là hành lý, xong rồi kiện hàng các thứ. Còn for heaven's sake là giống kiểu oh my god ấy. Đấy, Dumbledore đã nói là không, không có đi theo. A bear-like black dog had appeared at Harry's side as Harry clambered over the various trunks, cluttering the hall to get to Mrs. Weasley. Một cái con chó đen nhìn giống con gấu thì nó vừa mới xuất hiện ở phía bên của Harry khi mà Harry lồm cồm bò qua cái những cái dương đang ngổn ngang trên cái con sảnh.
để mà tới chỗ của bà Weasley. Đó. Thì cái ông Sirius này này thì ông ấy là chó đúng không, nhưng mà cái cơ thể nó rất là lớn, thế cho nên gọi là bear like, tức là giống gấu ấy, giống gấu. Rồi ví dụ như kiểu là be like thì tức là giống ong đúng không đấy. Còn nếu mà những cái con khác các bạn đưa vào như snake like tức là giống rắn. Đấy, tất cả những dạng tính từ của nó là như thế. Clamber, clamber tức là lồm cồm, và đây là bò qua đúng không, những cái trunk, những cái dương này mà nó đang ngổn ngang ở trên cái trong nhà. Clutter thì danh từ nó là một sự hỗn loạn, tại xong rồi bừa bộn. Còn nếu mà dạng động từ như thế này tức là mỗi chỗ có một cái đúng không, giải rác các thứ để mà tới được chỗ của bà Weasley. Oh, honestly, said Mrs. Weasley, despairingly. Well, on your own head be it. Despairingly, despairingly. Ôi, thật tình mà nói, bà Weasley, bà ấy nói một cách rất là tuyệt vọng này. On your head be it. Từ từ, on your head be it. À, tức là bà này bà bảo rằng, thôi được rồi, cứ đi đi. Đấy, ôi thực tình mà nói, thôi được rồi, bà ấy nói một cách rất là tuyệt vọng ấy, thôi được rồi, đi đi. Đấy, on your own head be it. Không, mình cũng từ từ mình cũng chưa chắc cái câu này nó là your own head be it. Hơi khó giải thích nhé, đúng không? Còn từ despair này này, nó cái mức độ của nó kiểu còn tệ hơn cả từ depress nữa cơ. Mức độ của nó, depress là đã kiểu thất vọng rồi đúng không? Còn despair nó có là kiểu không còn bất cứ một cái suy nghĩ tích cực nào nữa. Đã, despairingly mức độ thấp hơn nhé, mức độ còn tệ hơn cả từ depress. Cái còn chỗ này thì mình đang không rõ nó nên là cái gì đây. On your head beard. À đây đây đây, nó là một cái idiom các bạn. À rồi, nó là idiom rồi. Đấy, bảo sao đọc nó hơi bị khó hiểu một chút. Nó có nghĩa là nói với một ai đó này rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm với tất cả những gì mà họ làm. Đấy. Nó giống như kiểu được rồi, muốn làm gì thì làm đúng không? Nhưng mà sau rồi có kết quả gì thì kệ ông. Đấy, nó giống thế. On your head be it. Đấy, on your own head be it. Cái idiom đó, nó một cái thành ngữ. Nó giống như kiểu như là làm gì thì kệ mày đúng không? Sống chết mặc mày. She wrenched open the front door and stepped out into the weak September sunlight. Carrie and the dog followed her. The door slammed behind them and Mrs. Black's screeches were cut off instantly. Bà ta vặn mở cái cánh cửa phía trước nhà và sau đó thì bước ra trước một cái nền nắng, một cái trời nắng nhẹ của tháng 9. Rồi, cái front door đúng không? Và đấy là cái cửa chính này. Và range, bình thường ấy, nó có là vặn mở, vặn một cái gì đó. Các bạn đã bao giờ đọc một cái cuốn truyện nó gọi là heart wrenching chưa? Heart wrenching. Đây là miêu tả một thứ gì mà nó khiến cho chúng ta cảm thấy cảm động. Không phải cảm lạnh, cảm động luôn nha. Một cái heart wrenching story. Kiểu nó khiến tim mình quặn lại. Sunlight, ánh sáng, ánh nắng, tháng 9 nó rất là yếu ớt. Harry và cái con chó đen chính là Sirius thì đi theo bà ta. Cánh cửa đóng sầm lại phía sau họ và cái tiếng hét của bà Black đã được cắt đi ngay lập tức. Slam tức là tác động lực rất là mạnh. Đúng không? Ở đây là đóng sầm lại. Squeak, từ này đã giải thích ở phía bên trên rồi. Nó có nghĩa là kiểu mình tí lên. Cắt off, đúng không? Cắt bỏ ngay lập tức này. Where's Tom? Said Harry, looking around as they went down the stone steps of number 12, which vanished the moment they reached the pavement. Tongs đâu rồi? Harry nói và nhìn xung quanh khi mà họ đi xuống những bậc thang đá của cái ngôi nhà số 12. Những bậc thang đó biến mất ngay lập tức khi mà họ đã đến được cái vỉa hè. Vanished, the moment này này, cộng với S, cộng V. Các bạn cứ dùng cái the moment nhé, xong cộng S, cộng V ấy, đó là một cái trạng từ nói về ngay tại cái lúc. Đó, ngay tại cái lúc mà họ đã reach, đã đi đến được cái pavement. Kêu họp á, họp ngày mai em ơi, tức là tối mai, không, tức là tối hôm nay, tối hôm nay sẽ họp, và 14 sẽ họp.
đọc nốt trang này nhé, sau đó rồi chúng ta thôi nhé. Đấy. Mình họp 2 ngày, ngày mai và ngày kia. Rồi. She's waiting for us to, she's waiting for us just up here, said Mrs. Weasley stiffly, averting her eyes from the lolloping black dog beside Harry. Ừ, Tom thì đang chờ chúng ta ngay ở phía đây thôi. Bà Weasley nói rất là giọng rất là thô, cứng cứng. Bà đang né tránh cái ánh mắt nhìn từ cái con chó đen ngay bên cạnh Harry. Lo lực, từ lo lực ở đây mình phải xem lại nhé. Avert thì đó là né tránh cái thứ gì đó nhé. Ở đây là né tránh cái ánh mắt này, đúng không? Của bà ta khỏi cái con chó đen. Còn stiff tức là một thứ gì nó cứng, đấy, nó bị khô lại, mình không có bẻ được cái khớp của nó thì đấy gọi là stiff. Stiff là gì? Rồi lo lực, đoán nhé, tức là cái con chó này này, nó đang làm sao nhỉ? Lồm chồm. À, nó đang chồm chân đúng không? Kiểu con chó như thế. Không không không. Đoán thôi, có thể sai mà. Nó là tha thẩn. Đấy, la cà xong rồi bước lê đúng không? Lo lực. Lo lực nó là như thế. An old woman greeted them on the corner. She had tightly curled gray hair and wore a purple hat shaped like a pork pie. Một người phụ nữ già chào đón họ từ phía góc của cái con đường này. Và bà ấy thì có một cái mái tóc mà nó được uốn xoăn rất là nhỏ. Đấy, uốn xoăn rất là nhỏ. Và bà ta đang đội một cái mũ màu tím có tạo hình như là một cái dĩa ăn bánh. Nha, một cái dĩa ăn bánh. Rồi Kylie Curl, con này kiểu nó uốn xoăn đấy, mà đây xoăn tít luôn. Nó xoăn rất là chật. Bởi vì từ curl có nghĩa là cong lại. Đấy, và đây Kylie tức là cái mức độ của nó rất là chật nhé. Xoăn tít thò lò vào. Rồi, có một cái mũ này, màu tím. Nó được shape dùng dạng bị động đúng không? Tức là mang tạo hình như là một cái pork pie. Cái pork thì đó là cái dĩa. Đấy, hoặc cái đinh ba cũng được. Đó, nhưng mà chúng ta khi mà ăn uống thì gọi là cái dĩa. Dĩa. Nhưng mà pie là bánh. Đấy, vậy thì đây tức là cái dĩa ăn bánh. Watcher Harry, she said winking. Better hurry up. Hadn't we, Molly? She added, checking her watch. Watcher Harry. À, watcher tức là từ từ. Watcher. 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 Chắc chắn là một cái tiếng lóng rồi đúng không? Mình chỉ có thể nghĩ được cái từ watcher như thế này thôi. Từ từ, watcher. Vocab với lại grammar nhất định mình phải học xong rồi bắt đầu IELTS khác. Thực tế IELTS thì ban đầu nó vẫn là những thứ gì liên quan tiếng Anh đấy. Và những level tầm khoảng từ 0 cho đến 6 rưỡi ấy, nó vẫn là những tiếng Anh thôi. Em cứ học chắc những cái ngữ pháp xong rồi phát âm để xong rồi dần dần học nghe đúng không? Trong cái quá trình đấy thì liên quan đến từ vựng khi mà mình đọc nhiều nữa. Thế là được. Còn đến lúc mà tầm khoảng 5-6 tháng thì đấy em bắt đầu học format. Format cái đề thi thế là được. Ok, cái từ watcher này này thì nó rất là quen đúng không các bạn? Nó giống như kiểu là what you doing. What you doing tức là kiểu như how are you. Đó. Là một cái câu hỏi chào nhé. Ý của nó là ok chứ Harry, thấy thế nào Harry? Bà ấy nói và sau đó thì winking nháy mắt một cái. Chúng ta tốt hơn hết là nhanh lên thôi. Có phải không nào, Molly? Bà ta nói thêm vào này và nhìn vào cái đồng hồ của mình. Nốt nhé, nốt trang này nhé, xong rồi nghỉ nhé. I know, moaned Mrs. Weasley, lengthening her stride. But might I wanted to wait for Sturgis. If only Arthur could have got us cars from the ministry again. But Fudge wouldn't let him borrow so much as an empty ink bottle these days. How muggles can stand traveling without magic? Tôi biết rồi. Bà ấy rên rỉ. Bà ấy cũng bước dài cái sải bước của bà ta ra. Nhưng mà Madai thì muốn chúng ta phải chờ ông Sturgis. Đấy. Giá mà Arthur có thể mượn được những cái xe ô tô từ bộ pháp thuật cho chúng ta một lần nữa. Nhưng mà Fudge thì không có để ông ta mượn bất cứ thứ gì, thậm chí là một cái lọ. Từ từ. Không cho ông ấy mượn thêm bất cứ thứ gì mà vượt xa khỏi cái mức độ là một cái lọ mực trống vào những thời điểm này, những cái thời điểm gần đây.
Làm thế nào mà những người mất goals có thể chịu được cái việc là đi lại mà không có phép thuật chứ nhỉ? Bà ấy nói như thế. Rồi, moan, đó là rên rỉ nhé, bà ấy kiểu rên lên đúng không? Lengthen, tức là kéo dài một cái gì ra. Bắt đầu từ cái từ length, đó là độ dài. Stride, tức là cái bước tiến. À, những cái bước, đó, sải bước. À, if only này, nó giống kiểu cái từ giá mà nhé, vì vậy cho nên which. Đúng không? Thì đằng sau nó phải đi với giả định một điều không có thật trong hiện tại thôi, tức là V2 ở đây của thực đó. Đấy, if only author could. Đấy, giả định từ ngữ pháp thì là như thế, từ wish. Đấy, khi mà mình ước một điều gì đó thì mình phải lùi thì về quá khứ. Rồi, wouldn't let him borrow, sẽ không để cho ông Arthur mượn được những cái xe. Nó chỉ tới cái mức độ đó là một cái lọ mực trống thôi, vào những cái thời điểm gần đây đúng không? These days, lately hay là currently, stand một thứ gì đó tức là có thể chịu đựng được thứ đấy. Đấy, I can't stand cái gì đó tức là kiểu mình không chịu được nó đâu. But the great black dog gave a joyful bark and gambolled around them, snapping at pigeons and chasing its own tail. Nhưng mà cái con chó lớn thì nó sủa lên một tiếng rất là vui nhộn. Đấy, và nó liến thoáng nó chạy xung quanh họ. Đấy, nó ngoạc về phía những cái con chim bồ câu và đuổi theo chính cái đuôi của mình. Kiểu con chó ấy, nó vui vẻ. À, ông Sirius, ông ấy lâu lắm rồi mới được ra bên ngoài ấy, thì cho nên là bây giờ ông ấy đi ông trêu chọc những cái con pigeon đúng không, những cái con chim bồ câu. Chó thì nó như thế mà. Joyful tức là có nhiều niềm vui. Đấy, joy là niềm vui này, mà đuôi phu tức là có nhiều thứ đấy. Còn gamble, từ này gamble đúng không? Từ từ mình xem lại này. Không, không phải, đây đây. Không, không hợp lý cho lắm. Đó, đây này, gamble nó là nô đùa, nhảy nhót. Đấy. Đấy, giống kiểu mấy bọn trẻ con đúng không? Nó gọi là gamble, gamble như thế này. Gamble, phải nói như thế. Around them này, nhảy nhót xung quanh họ và ngoan về phía những con chim bồ câu, chasing its own tail, đuổi theo chính cái đuôi của mình. Cái này nghĩa bóng của nó hay lắm. Nó có nghĩa là kiểu mình cứ thế mình làm một cái việc gì mà nó không hề có kết quả. Đúng không? Lòng ba lòng vòng xong rồi là mất thời gian, chasing its own tail. Harry couldn't help laughing. Sirius had been trapped inside for a very long time. Mrs. Weasley pursed her lips in an almost unpecuniary way. Harry không thể cưỡng lại được mà phì cười. Sirius thì đã bị nhốt trong nhà một thời gian rất là lâu rồi. Bà Weasley thì bà ấy cong đôi môi của mình lên trong một cái cách mà nó rất là giống với lại bà gì mà thua nhiều. Purse, oh, thì đấy, purse her lips, yeah. Bĩu môi, cong môi lên. Cái đuôi ish thì nó dùng ở cái dạng tính từ tức là na ná một thứ gì đó. Na ná một thứ gì đó ấy, thế cho nên các bạn có thể đưa tên vào ấy. À, đúng không? Ví dụ như bây giờ tên của ông ta là Nam. Đấy thì mình bảo Namish. Tức là giống giống thằng Nam. Giống giống thằng Nam. Đó, in a very Namish way. Được đấy nhá, nó dùng như thế rất hay. Ừ. Rất giống thằng Nam. Còn thằng Nam là thằng nào? Không, mình bịa ra mà. It took them 20 minutes to reach King's Cross by foot. And nothing more eventful happened during that time than Sirius scaring a couple of cats for Harry's entertainment. Nó tốn của họ 20 phút để mà đi đến được cái ga nhà vua bằng từ từ bằng đi bộ đến đấy đúng không? Bằng chân. Và không có bất cứ thứ gì mà nó vui nhộn hơn, nó đáng để mà lưu tâm hơn xảy ra trong cái thời gian đó, ngoại trừ cái việc đó là ông Sirius dọa đấy, một số từ từ dọa một số những cái con mèo trên đường để mà mua vui cho Harry. Rồi thì đây có từ eventful này này, hay này, C2 đấy. Event là cái sự kiện đúng không, và đây là chả có bất cứ cái thứ gì để mà, à sorry, là một thứ gì ấy mà nó khiến cho chúng ta cảm thấy là nó vui đó, eventful đấy, nó có nhiều sự kiện điểm nổi bật. Đó, còn nếu mà một ngày ấy, nó chả có bất cứ một cái thứ gì nổi bật cả thì tức là uneventful.
À, thường nó dùng là uneventful day nha, tức là một ngày mà nó kiểu buồn tẻ, xong rồi chả có bất cứ thứ gì hay ho cả. Ừ. Một ngày rất là vớ vẩn đúng không? Rồi scaring nó dùng ở dạng động từ, tức là dọa một số những cái con mèo để mà mua vui cho Harry này. Once inside the station, they lingered casually beside the barrier between platforms 9 and 10 until the coast was clear. Then each of them leaned against it in turn and fell easily through onto platform 9 and 3 quarters. Một khi mà họ đã đi vào được trong cái nhà ga thì họ nán lại một cách rất là thản nhiên phía bên cạnh cái rào chắn giữa bục ga 9 và 10 cho đến khi mà tình thế an toàn. Và sau đó thì từng người trong số họ dướn người về cái về phía cái rào chắn đó theo lượt. Đấy, và họ rơi một cách rất là dễ dàng qua những cái bục chín, từ từ ra rơi dễ dàng qua cái rào chắn đó, bước vào cái bục chín 3/4. Rồi, tức là cái sân ga ấy, các bạn phải hiểu ở đây 9 đúng không, xong rồi 10 thì đây cái ga mà bọn phù thủy ấy, nó đi vào, tức là cái rào chắn, cái barrier ở giữa đấy. Rồi linger thì tức là kiểu mình nán lại hay là kiểu mình cứ chần chừ một thứ gì đó, và casually đúng không, tức là một cách rất là thản nhiên, rất là đỗi bình thường thôi. Beside không có s thì bằng từ next to, tức là ngay bên cạnh. Rồi platform á, tức là cái nền tảng, nó còn có nghĩa là cái nền, cái bục để mà chúng ta bước lên đấy, để mà lên tàu á, hiểu chưa? Rồi platform nó là như vậy. Đây là một cái idiom này. The coast was clear, hay là the coast is clear, tức là một cái tình hình mà an toàn để mà cho chúng ta làm một cái việc gì đó. Nói ra ngoài cửa đúng không? Thấy là không có ai. Đấy, thế là xong rồi rón rén đi ra ngoài. Đấy, là tình thế nó an toàn. Lean à, dùng dạng động từ tức là dướn người hoặc là dựa vào một cái phía nào đó. Onto đúng không? Nó có hai cái trạng từ ở đây nhá. À sorry, có hai cái giới từ ở đây. Through này, xong rồi onto này. Tức là nó ngã qua cái rào chắn và nó bước vào bậc chín ba phần tư. Where the Hogwarts Express stood belching soggy steam over a platform packed with departing students and their families. Nơi cái bục chín ba phần tư, nơi mà cái chuyến tàu tốc hành Hogwarts nó đang đứng và nó đang xì ra những cái luồng khói đen. Từ từ. Xì ra một cái luồng khói đen này, bao phủ xung quanh một cái bục có rất là nhiều những cái học sinh đang rời đi khỏi cái con tàu đó, và sau đó thì cùng với lại đó đó là gia đình của họ. Rồi có cái departing student, tức là những học sinh mà đang rời đi. Đó, những học sinh mà đang rời khỏi. Bởi vì cái từ depart này thì tức là thường người ta có thể miêu tả là khởi hành hoặc là rời đi. Rời đi từ một cái vị trí nào đó. Anh dạy IELTS, em ơi, dạy IELTS 8 rưỡi. Cái gì nhỉ? Belch thì từ này ấy, nó có nghĩa là ra, hơi ra. Còn sob thì nó gọi là bồ họng. Sob là bồ họng. Sob là bồ họng. Thế cho nên là nếu mà so đi ấy, thì nó có một cái đuôi y nữa thì nó nói về tính từ đúng không? Thường khi mà các bạn thêm một cái y và danh từ hoặc động từ thì đấy, so đi tức là nó có cái đen, cái gì đen nhẻm đúng không, đấy, đen nhẻm nó thì được miêu tả trong tiếng Việt là như vậy. Rồi và đây steam tức là cái luồng khói, pack gói ghém đúng không, vậy thì ở dạng nghĩa bóng khi mà nó đi với lại những cái vị trí, những nơi trốn á, tức là nó rất đông người ở đấy. Harry inhaled the familiar smell and felt his spirit soar. He was really going back. Harry hít vào cái luồng hơi rất là quen thuộc và cảm thấy rằng là tinh thần của cậu ta đã dâng lên rất là nhiều. Cậu ta thực sự đang quay trở lại trường. Exhale, thở ra, inhale, hít vào. Spirit, thì đấy là tinh thần nhé. Và đây là kiểu soar này, một thứ gì nó phóng vọt lên, nó tăng vọt lên. Thì đấy gọi là spirit, soar. Các bạn diễn đạt những thứ này rất là hay ấy. Nó giống kiểu bút mình ấy, tâm trạng nó được gia tăng. Bồ hóng không sót, nó mới là bồ hóng em ơi. Được, còn sorry là tính từ của nó.
cái đi nào. Rồi nào, có cái gì nhỉ? Các bạn có thể lên cái trang này của mình á, ở trên Phở Bò á, xong rồi là theo dõi, có rất là nhiều tài liệu IELTS miễn phí. Ngày mai và ngày kia thì mình sẽ họp nhé. À không, chính xác là tối hôm nay và tối ngày mai mình sẽ họp, và sau đó thì mùng tối mình lại quay trở lại. Tối 10 rưỡi để các bạn có thể quay lại live stream. Các bạn chơi bài xong rồi là kiểu như quét cái bộ hóng đúng không, và mặt ấy, quét cái nhọ nồi á, cái này này nó còn có thể gọi là nhọ nồi nữa, so và so đi. Nếu mà chơi bài xong ấy, xong rồi bảo rằng mặt ai look, từ everyone's face look so đi đúng không, tức là ai ai nhìn mặt cũng rất là so đi. Từ này hay mà. Ok nhé, thì đấy đấy, mùng 6 mình quay lại nhé. Chúc